Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 121. Khung cảnh hoành tráng đến mức khiến người ta phải tặc lưỡi. Lâm Nhất lặng lẽ quan sát, ôm ngựa Huyết Long vào lòng, nhẹ nhàng nhảy lên, lặng lẽ tiếp cận trong bóng tối. Đợi đến khi đến gần, cuối cùng cũng nhìn thấy tổng cộng có 3 người cầm đầu, tuy người của giới vực cấp cao khá đông, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra 3 người này chính là thủ lĩnh. Người ở giữa mặc đồ đen, trên lưng xăm hình ngọn lửa rất lớn, không nói cũng biết chắc chắn đây là Mạc Diễm, thủ lĩnh của giới vực Liệt Dương. Bên trái của hắn ta là một người mặc đồ xám, trông có vẻ giản dị sạch sẽ, trên người có linh văn như ẩn như hiện. Huyền sư tứ phẩm. Lâm Nhất nhíu mày, theo tin tình báo của Tiên Vân Chân và Trần Khung, có lẽ người này là thủ lĩnh của giới vực huyền linh mục tử dịch. Thực lực của huyền sư tứ phẩm đã đủ chống lại cường giả thiên phách rồi, nắm giữ càng nhiều linh văn thì thực lực càng mạnh, người này có thể thao túng linh trận, tối thiểu cũng phải nắm giữ hơn 10 linh văn tứ phẩm. Người bên phải thân hình cao to, có chiều cao đáng kinh ngạc là tận 2 mét, kết hợp với vóc người vạm vỡ, trông có vẻ giống như một ngọn núi nhỏ. Lâm Nhất không cảm nhận được quá nhiều chân nguyên dao động trên người người này, trông giống như người tu luyện thân thể, có lẽ là thủ lĩnh ô mạc của giới vực ma khuê rồi. Mục công tử, có thể ra tay chưa? Mạc Diễm nở nụ cười giễu cợt, nói với Mục Tử Dịch bên cạnh. Mục Tử Dịch gật đầu, vỗ nhẹ lên túi chữ vật, lấy một đạo giáp ra đưa cho ô mạc, không hổ là huyền sư, đạo giáp còn quý giá hơn cả đạo binh, thời khắc mấu chốt còn có thể có thêm một mạng. Người này lại đưa cho người khác một cách thoải mái như thế. Vẫn chưa hết. Sau khi đưa đạo giáp ra, Mục Tử Dịch lại lấy ra rất nhiều bảo khí siêu phẩm từ trong túi trữ vật, đưa hết cho ô mạc. Mặc xong toàn bộ, thân thể ô mạc vốn đã vạm vỡ, bây giờ càng trở nên kinh khủng hơn, sức ép với người khác cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ. Giữa những bảo khí siêu phẩm với đạo giáp kia có linh văn nối với nhau, tạo thành một linh trận cỡ nhỏ trên người hắn ta, trông rất giống một pháo đài hình người. Mấy người này chuẩn bị đầy đủ thật đất. Lâm Nhất nhanh chóng hiểu ra đối phương có ý đồ gì, nếu ô mạc có thể dựa vào những đạo giáp và bảo khí này để giữ chân Kim Ti Ma Viên, tổn thất của mấy giới vực cấp cao sẽ được giảm thiểu rất nhiều. Bọn họ mượn linh trận trấn áp Ma Viên, sau đó để Mạc Diễm có thực lực mạnh nhất chém giết với nó. Như vậy Kim Ti Ma Viên gần như chắc chắn sẽ bị bọn họ khống chế, hoàn toàn không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Căn cơ của giới vực cấp cao thật sự khiến người khác phải giật mình, cũng hơi đổi mới cách nhìn của Lâm Nhất. Nhưng như thế cũng tốt, nếu Lâm Nhất một mình chống với Kim Ti Ma Viên, dù có ngựa Huyết Long giúp đỡ cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Yêu thú thiên phách cấp vương giả vốn vô cùng đáng sợ, trên con đường thông thiên này, ma khí xâm nhập hàng năm sẽ chỉ càng đáng sợ hơn. Có mấy người này ra tay trước, hắn cũng có thể làm ngựa ông đắc lợi. Bắt đầu đi. Sắc mặt Mạc Diễm dữ tợn, hắn ta lạnh lùng ra lệnh, các thiên tài của giới vực cấp cao đang tập trung lập tức tách nhau ra. Ô mạc bay lên trời, bộc phát toàn bộ khí thế của bản thân, lệ khí vô cùng hung hãn cuộn trào, nhuộm đó đạo giáp và bảo khí trên người hắn ta. Trong mắt Mục Tử Dịch lóe lên ánh sáng ngạc nhiên, hắn ta cười nói, huyết mạch của giới vực ma khuê đúng là đáng sợ, lệ khí thế này chẳng chênh lệch với man thú là bao, chẳng trách thân thể của các huynh lại cứng rắn như thế. Mạc Diễm hờ hững nói, kịch hay sắp bắt đầu rồi, Mục công tử, tiếp theo phải xem khả năng của huynh đấy. Ha ha, yên tâm, trận tinh khung khóa long này của ta đủ để mượn uy thế của nơi này một cách hoàn mỹ. Không dám chắc có thể áp chế được Kim Ti Ma Viên này, nhưng muốn chống lại nó vẫn không thành vấn đề. Mục Tử Dịch tự tin nói. Gào. Vào lúc Mạc Diễm định đáp lời, mặt đất rung động dữ dội, một hơi thở vừa nóng bỏng vừa cuồng bạo diễn hóa thành sóng nhiệt xuất hiện, cuốn theo bụi bặm cuồn cuộn. Một ngọn núi ở phía xa chậm rãi di chuyển, đường nét phía cuối tầm mắt trông rất đáng sợ. Kim Ti Ma Viên. Lâm Nhất hít sâu một hơi, thầm thấy khiếp sợ. Kim Ti Ma Viên cao gần trăm trượng thẳng người tiến lên, thân thể cao lớn được ánh mặt trời chiếu sáng trở nên lấp lánh rực rỡ. Trên người nó là bộ lông màu vàng, cái đầu to tướng, trong lúc há miệng có răng nanh nhọn hoác lộ ra, sâu trong đôi mắt màu máu có ngọn lửa màu vàng quanh quẩn.
hai con ngươi chứa ánh lửa lóe lên từ trong mắt Kim Ti Ma Viên, dưới ánh sáng của con ngươi, hành động của Ô Mạc đánh tới từ không trung trở nên cứng nhắc hơn rất nhiều. Khí thế vương giả vô hình bao phủ lấy một vùng không gian, dù là khí thế đáng sợ trên người Ô Mạc cũng không thể dao động được nó. Đây là uy áp của yêu thú vương giả đó sao? Lâm Nhất đứng nhìn từ xa, huyết mạch của yêu thú vương giả thiên phách tam trọng đúng là đáng sợ, thiên tài của giới vực cấp cao hoàn toàn không thể sánh bằng được. Ngoài Mạc Diễm khá có thành tựu về mặt ý chí hỏa diễm, Ô Mạc và Mục Tử Dịch một mình đối đầu với yêu thú vương giả này, e rằng hoàn toàn không thể làm gì được. Bóng dáng khổng lồ màu vàng kia đột nhiên nhảy lên, trời đất tựa như quay cuồng, Kim Ti Ma Viên bắt lấy Ô Mạc muốn xé đôi hắn ta. Rắc, rắc. Đạo giáp và bảo khí siêu phẩm trên người Ô Mạc xuất hiện màn sáng chói mắt, linh trận cỡ nhỏ được Mục Tử Dịch ra trì bên trên kêu lên ong ong, nhưng cuối cùng vẫn không bị Kim Ti Ma Viên xé đôi. Kim Ti Ma Viên hơi nóng nảy tức giận gầm lên một tiếng, cái miệng to như chậu máu há ra, để lộ răng nanh đáng sợ. Thấy không thể xé đôi Ô Mạc, nó nắm chặt hắn ta trong tay như đang nắm một bao cát, ném thẳng về ngọn núi phía xa. Một tiếng ầm vang lên, ngọn núi lập tức bị đổ, lập tức sập xuống. Quá bạo lực. Chỉ dựa vào một mình Ô Mạc hoàn toàn không có khả năng chiến thắng được Kim Ti Ma Viên này, chỉ có thể chịu đòn mà thôi. Mục Tử Dịch, mau ra tay. Ô Mạc bị đánh rơi xuống đất vẫn chưa chết, một tiếng gào to như sấm vang lên. Lâm Nhất đăm chiêu nghĩ, thân thể của người này đúng là kinh khủng. Yêu nghiệt bình thường bị Kim Ti Ma Viên giày vò như thế đã trở thành một đống bùn nát từ lâu rồi. Trận tinh khung khóa long. Cuối cùng Mục Tử Dịch cũng ra tay, hắn ta lơ lửng trên không trung, linh văn như ẩn như hiện trên người đều lộ ra. Vào lúc hắn ta kết ấn bằng hai tay, mây trên bầu trời lập tức rách ra, tinh quang ngưng tụ thành hình trụ chiếu vào trong điểm mấu chốt đã sắp xếp từ trước. Khí tinh nguyên hào hùng dâng trào. Linh trận rộng lớn dưới đất lập tức bị kích hoạt, ánh sáng và tinh huy của linh trận đan xen với nhau, tạo thành một hình ảnh rất hào hùng. Lâm Nhất híp mắt, xương độc trên toàn bộ dãy núi Hôi Tần này đều bị trận pháp này tập trung lại với nhau. Oanh! Trong âm thanh chấn động đấn trời, xương độc vô tận ngưng tụ thành một con ma điểu khổng lồ, ma điểu vung hai cánh, bóng mở chiếu xuống bao phủ một nửa khe núi. Dưới khí thế đáng sợ của ma điểu, Kim Ti Ma Viên với uy thế vương giả đang định tiến lên giết chết Ô Mạc không ngừng bị đẩy lui. Ô Mạc lấy lại sức lợi dụng cơ hội này xông lên, không có uy áp vương giả ngăn chặn, cuối cùng đòn tấn công của hắn ta cũng có thể đánh trúng người Ma Viên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ra tay. Mạc Diễm đã chuẩn bị chiến đấu từ lâu biến thành một ngọn lửa lao lên như tia chớp. Chân nguyên hào hùng quanh người hắn ta diễn hóa thành một con man thú ngưng tụ từ lửa. Sau đó, hắn ta đánh ra một chưởng về phía Kim Ti Ma Viên. Liệt Dương Phá Thiên Thủ. Bàn tay đánh xuống của Mạc Diễm mang theo lực lượng bá đạo, lúc đánh trúng người Kim Ti Ma Viên, lập tức tạo thành một lỗ thủng trên người nó. Loạng choạng. Dưới một chưởng này, thân thể cao lớn của Kim Ti Ma Viên phải lùi lại tận mấy bước. Chưa dừng lại ở đó. Thiên tài xuất chúng của giới vực cấp cao khi nãy giải tán đã mai phục ở xung quanh từ lâu, bọn họ lần lượt bay lên không trung, các loại sát chiêu đồng loạt đánh về phía Kim Ti Ma Viên như mưa rền gió dữ. Tiếng nổ chấn động đất trời không ngừng vang trọng trong khe núi, dị tượng không ngừng xuất hiện. Đối mặt với sự tấn công của vô số cường giả giới vực cấp cao, đặc biệt là sự liên thủ của Ô Mạc, Mạc Diễm và Mục Tử Dịch, Kim Ti Ma Viên cường đại cũng mất đi oai phong khi áp đảo Ô Mạc trước đó. Trong mắt Kim Ti Ma Viên trên không trung có huyết quang lóe lên, nó đánh bay đám người, cố sức chống lại đòn tấn công của Ô Mạc. Mạc Diễm phun ra một ngụm máu tươi, ánh lửa trên người cũng bị đánh tan, lập tức bị đánh lùi lại trên không trung. Kim Ti Ma Viên tập kích thành công, nó đưa mắt nhìn về phía Mục Tử Dịch đang lơ lửng trên không trung của một ngọn núi. Tuy nó chỉ là yêu thú, nhưng trí thông minh lại hơn người, chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra mấy nhân vật then chốt của trận chiến này. Nhưng vào lúc nó đánh bay Mạc Diễm, chuẩn bị bỏ qua Ô Mạc xong tới tấn công Mục Tử Dịch, Mạc Diễm bị đánh bay lại quay về.
Ha ha, muốn đánh lui ta không dễ dàng như thế đâu, lăn về đi, xúc sinh. Sắc mặt Mạc Diễm rất dữ tợn, dưới sự gia trì của ý chí võ học, ánh lửa trên người hắn ta lại trở nên sáng chói một lần nữa, hắn ta giơ tay, đánh ra một trường ấn. Oanh! Kim Ti Ma Viên giơ tay lên đỡ, nhưng đòn tấn công này vẫn khiến nó bị mất thăng bằng ngã lăn ra đất. Cơ hội tốt! Hai mắt Ô Mạc Mặt Đạo Giáp sáng lên, lập tức nhảy tới. Hắn ta điều động bí thuật, khiến thân thể to lên tựa như núi, khiến con Kim Ti Ma Viên không thể nào di chuyển. Nói thì có vẻ chậm, nhưng trận đại chiến này lại vô cùng kịch liệt, thay đổi như chớp. Mục Tử Dịch ở phía xa điều khiển trận pháp áp đảo khí thế của đối phương, Ô Mạc thì mượn đạo giáp và thân thể, chủ động giữ chân đối phương, Mạc Diễm có thực lực mạnh nhất chịu trách nhiệm làm đối phương trọng thương. Các thiên tài của giới vực cấp cao còn lại ỷ vào người đông thế mạnh tiêu hao khí huyết của Kim Ti Ma Viên, nếu còn tiếp tục kéo dài, sớm muộn gì Kim Ti Ma Viên cũng bị những người này giết chết. Trên ngọn cây, Lâm Nhất và Ngựa Huyết Long ẩn mình trong bóng tối, im lặng theo dõi tình hình, cũng không vội vã ra tay. Ba người này liên thủ với nhau đúng là mạnh thật. Lâm Nhất đứng nhìn từ xa híp mắt lại, âm thầm cảm thán. Nếu là đấu tay đôi, dù là Mạc Diễm có thực lực mạnh nhất trong ba người chắc chắn cũng không phải đối thủ của Kim Ti Ma Viên. Ô Mạc và Mục Tử Dịch càng khỏi phải nói, khuyết điểm của hai người cáu rõ ràng. Nhưng ba người liên thủ, Kim Ti Ma Viên gần như không thể làm gì được. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể Kim Ti Ma Viên sẽ phải chết trong tay ba người này. Hắn đối phó với Kim Ti Ma Viên tuy nguy hiểm, nhưng khả năng chiến thắng vẫn rất cao, đối phó ba người này và một đám thiên tài của giới vực cấp cao, e rằng sẽ phải trả giá không nhỏ. Lâm Nhất đảo mắt nhìn về phía Mục Tử Dịch, trong mắt có ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Một khi giao thủ phải tiêu diệt tên này trước, ít nhất không thể để hắn ta thi triển trận tinh khung khóa long, nếu không kiếm uy của hắn sẽ suy yếu đi rất nhiều. Vào lúc Lâm Nhất đang suy nghĩ, trận chiến trong khe núi Hôi Tần trở nên dữ dội hơn. Mười mấy bảo khí siêu phẩm trên người Ô Mạc đều đã bị đánh vỡ, bị Kim Ti Ma Viên đánh cho máu tươi đầy người, nhưng người này vẫn kiên cường một cách đáng sợ. Trong mắt hắn ta lóe lên huyết quang đáng sợ, cố hết sức giữ chân Kim Ti Ma Viên. Có hắn ta rằng co trực diện, Kim Ti Ma Viên muốn chạy nhưng không thể chạy được, để cho Mạc Diễm có không gian phát huy rất lớn. Dù sao thì việc Kim Ti Ma Viên thua trận chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Ô Mạc lại bị Kim Ti Ma Viên đánh bay một lần nữa, món bảo khí cuối cùng trên người nổ tung, chỉ còn lại đạo giáp là có thể hộ thể. Hắn ta lại phun ra một ngụm máu tươi, lúc này, trong mắt Ô Mạc luôn như một kẻ thô bạo lại lộ vẻ sợ hãi. Người của giới vực ma khuê đều có huyết mạch tộc man, khí huyết của thân thể có thể so với yêu thú, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng vẫn chẳng là gì khi đối diện yêu thú thiên phách cấp vương giả chân chính này, sống sót đến bây giờ đã là giỏi lắm rồi. Mạc Diễm đảo mắt nhìn qua, khẽ cau mày, sau đó quát lên, Mục Tử Dịch, mau ra tay. Ô Mạc huynh sắp không chịu được rồi. Mục Tử Dịch trên đỉnh núi ở cách đó không xa cười to, đã đợi nãy giờ rồi, xích tinh khung khóa long. Vù. Dưới ánh sao chiếu rọi, ma điểu khổng lồ diễn hóa từ xương độc trên không trung đột nhiên thay đổi, biến thành những sợi dây xích. Trong lúc đung đưa có những tia kim thạch bắn ra, giống như mũi tên sắc bén phá không bay đi, xuyên thủng thân thể của Kim Ti Ma Viên, đâm sâu vào trong. Xoạt. Xoạt, xoạt, mấy chục sợi dây xích răng khắp nơi rơi xuống từ trên trời, phong bế thân thể của Kim Ti Ma Viên. Gào, Kim Ti Ma Viên đau đến mức không ngừng gào thét, bộ lông vàng trên người bốc cháy, phát ra khí thế cực kỳ đáng sợ. Nhìn từ xa, nó giống như một ánh mặt trời thiêu đốt, bị những sợi dây xích xuyên qua từ bên trong cố định trên mặt đất. Trong lúc nó giãy giụa, mặt đất cũng không ngừng dao động, dư âm lan ra ngoài. Các thiên tài của giới vực cấp cao đều bị đánh bay, sắc mặt trở nên tái mét. Hung uy mạnh mẽ khiến người ta sợ hết hồn hết vía. Đây chính là yêu thú thiên phách cấp vương giả, dù đang đứng trước bước đường cùng vẫn khiến người ta không dám coi thường. Ha ha, xích tinh khung khóa long của ta cũng không dễ phá như thế đâu.
Mục Tử Dịch đứng trên núi nở nụ cười, trong mắt lộ vẻ kiêu ngạo, ở con đường thông thiên này, không phải không ai có thành tựu linh văn cao hơn hắn ta. Nhưng nói riêng về thuật phong cấm và thao túng linh trận, người có thể vượt qua hắn ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đại Nhật Phần Thiên. Lợi dụng cơ hội tốt này, Mặc Diễm trên không trung cười gằn một tiếng, thúc giục ý chí hỏa diễm nhị phẩm viên mãn đỉnh phong đến mức tối đa, đồng thời còn kết hợp với cả võ học tạo hóa cao đẳng cấp bá chủ. Hắn ta đánh một quyền về phía Kim Ti Ma Viên, kim quang bộc phát trên người hoàn toàn không thua kém đối phương. Dù sao hắn vốn là yêu nghiệt thiên phách tam trọng đại thành, sự hùng hậu của chân nguyên, lỗ huyên với cảnh giới thiên phách tam trọng hoàn toàn không thể nào so sánh được. Trong khoảnh khắc đó, có không ít người bị tia sáng kia đâm vào, làm cho mắt có máu tươi chảy ra, ý chí võ học mạnh mẽ kết hợp với tu vi thiên phách tam trọng cảnh đáng sợ, còn kết hợp với võ học tạo hóa cao đẳng cấp bá chủ. Uy lực của đòn tấn công này đáng sợ vô cùng. Đây là lần đầu tiên Kim Ti Ma Viên cảm nhận được cảm giác uy hiếp khi đối mặt với tử vong, nó vô cùng hoảng sợ, bộc phát ra tất cả tiềm lực khi đứng trước bước đường cùng. Rắc, rắc, rắc. Nó liên tục giãy khỏi mấy sợi dây xích, khiến Mục Tử Dịch vô cùng ngạc nhiên, tỏ vẻ vô cùng bất ngờ. Nhưng vào lúc nó sắp tránh thoát hoàn toàn, sát chiêu cuối cùng của Mặc Diễm đã đến, một âm thanh động trời vang lên. Quyền mang Đại Nhật Phần Thiên đánh thẳng lên ngực Kim Ti Ma Viên, tạo thành một lỗ thủng vô cùng lớn. Vô số nội tạng và xương vỡ bắn ra, còn chưa rơi xuống đã bị ý chí hỏa diễm của Mặc Diễm đốt thành cho bụi. Kim Ti Ma Viên còn muốn giãy giụa, nhưng một cây sắt đã nhanh chóng đâm tới, cắm thẳng vào mi tâm của nó. Là Ô Mạc ra tay. Cây gậy sắt này của hắn ta mang theo phong cách cổ xưa và khí thế man hoang, bên ngoài gậy là vô số long văn đan sen, uy lực của đòn tấn công này có thể nói là chấn động đất trời. Vô số vết nứt lan tràn trên mặt Ma Viên, sau đó thì soạt một tiếng nứt ra. Trên đầu chỉ còn đầu lâu cứng rắn và hai con ngươi rực lửa. Kim Ti Ma Viên không còn chút sức lực ngã xuống, sức sống nhanh chóng biến mất bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Nó vốn đã cận kề cái chết, gặp đòn tấn công này của Ô Mạc thì chỉ có thể đi đời nhà ma. Thân thể của nó rơi xuống đất như đỉnh núi sụp đổ, mặt đất đung đưa không ngừng. Vụt. Mục Tử Dịch trên núi biến thành một tia sáng nhanh chóng bay xuống. Lúc nhìn về phía con ngươi chứa ngọn lửa thiêu đốt trong hốc mắt của Kim Ti Ma Viên, trên khuôn mặt tái nhợt của hắn ta trở nên hồng hào, tỏ vẻ vô cùng hưng phấn. Mặc Diễm nhìn thoáng qua hắn ta, thản nhiên nói, hình như thành tựu linh văn của huynh cũng không được mạnh lắm, Kim Ti Ma Viên này suýt thì tránh thoát rồi. Nghe vậy, Mục Tử Dịch tỏ vẻ lúng túng, cười ngượng ngùng nói, nhưng không phải cuối cùng Kim Ti Ma Viên vẫn chết à? Ha ha, Mặc huynh luyện hóa yêu đan của nó. Ý chí hỏa diễm có 7 phần khả năng sẽ thăng lên tam phẩm. Đến lúc đó đợi Thương Long cấm giới hiện thế, e rằng muốn không quật khởi cũng khó. Mặc Diễm hừ lạnh, nét mặt dễ nhìn hơn một chút. Lần này săn giết Kim Ti Ma Viên, hắn ta cũng đã phải trả giá không nhỏ, chưa nói đến việc mời những giới vực cấp cao khác giúp đỡ. Chỉ hai người trước mắt, ngoài việc chia cho họ 100 đan tinh thần, còn phải đưa cho Mục Tử Dịch đôi mắt của Ma Viên. Xương cốt, máu và da lông thì phải để lại cho Ô Mạc. Cái sau còn dễ nói, dù sao cũng có thể xem như chiến lợi phẩm, nhưng 200 viên đan tinh thần này thì hơi quý giá. Bản thân hắn ta cũng chỉ mới có hơn 400 viên đan tinh thần, còn là may mắn và khó khăn lắm mới tích góp được, bỏ ra nhiều như thế trong khoảng thời gian ngắn thật sự là rất sót. Nhưng nghĩ đến truyền thừa trong Thương Long cấm giới. Chỉ cần có thể lấy được yêu đan vương giả của Kim Ti Ma Viên này cũng có thể xem là một vật có giá trị. Ô Mạc không để tâm đến hai người, nghỉ ngơi một lát rồi tiến lên, đạo binh gậy sắt của hắn ta còn đang cắm trong đầu Kim Ti Ma Viên chưa lấy ra. Vụt! Nhưng hắn ta vừa tiến lên một bước, trên bầu trời chợt có lưu quang chói mắt lướt qua với tốc độ đáng sợ không thể tưởng tượng nổi. Nơi lưu quang đi qua có bão táp cuộn trào, tiếng rồng gầm thét. Dị tượng như thế khiến mọi người đều kinh ngạc, rung động không thôi. Đến khi lưu quang rơi xuống, một uy áp vô cùng lớn kèm theo gió lốc sắc bén như lưỡi kiếm xuất hiện, sắc mặt ba người Mặc Diễm thay đổi, theo bản năng giơ tay chắn trước mặt. Bù! Uy thế kéo đến thật sự quá bất ngờ,
Cũng may thực lực của ba người Mặc Diễm đều mạnh đến mức đáng sợ, nhưng dù thế, bọn họ vẫn bị đẩy lùi tận mấy bước mới có thể đứng vững. Khi sóng gió tan đi, lưu quang không còn. Ba người tập trung nhìn lại, trước thi thể của Kim Ti Ma Viên có một hộp kiếm cổ xưa đứng thẳng. Trên hộp đựng kiếm răng đầy hoa văn, phức tạp đẹp đẽ, rừng rực như lửa. Thì ra lưu quang khi nãy là hộp đựng kiếm này bay tới. Ba người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, một bóng người màu xanh, đầu đội mũ rộng vành chậm rãi đáp xuống. Không cần nghĩ cũng biết, bóng người màu xanh này đương nhiên là Lâm Nhất rồi. Hắn đã im lặng theo dõi tình hình từ lâu, bây giờ Ma Viên đã chết, đương nhiên không thể đứng nhìn Mặc Diễm lấy yêu đan đi được. Yêu đan của Kim Ti Ma Viên này là của ta. Mũ rộng vành che khuất nửa khuôn mặt của Lâm Nhất, lộ ra cảm giác thần bí. Nhưng ngay khi nhận ra Lâm Nhất chỉ có tu vi thiên phách nhất trọng, ba người Mặc Diễm đều thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng đã làm ồn dẫn đến người có cảnh giới cao, cường giả trong bảng Thương Long đến đây. Trong mắt Mặc Diễm có sát khí dâng lên, nhưng hắn ta vẫn cười bình tĩnh, các hạ khiến người khác khó chịu quá đấy, Kim Ti Ma Viên này là do chúng ta vất vả săn giết mới có được. Trong mắt Mục Tử Dịch lại lỗ vẽ giễu cợt, một tên vô dụng chỉ có cảnh giới thiên phách nhất trọng lại dám đến cướp đồ của bọn họ. Có phải đầu óc có vấn đề rồi không? Một con kiến cũng dám đến đây phách lối, chán sống rồi à? Hai tinh nhuệ thiên phách nhị trọng của giới vực Liệt Dương ở phía sau hừ lạnh, nhanh chóng xông lên tấn công Lâm Nhất đang đứng trên hộp đựng kiếm. Nhân vật thế này, đương nhiên không đến lượt sư huynh Mặc Diễm ra tay, làm thế chỉ bẩn tay bọn họ. Ba người Mặc Diễm cười tươi, cũng không ngăn cản. Lâm Nhất nhìn hai người đang xông tới, trong mắt lộ vẻ giễu cợt. Tuy hai người này có tu vi thiên phách nhị trọng, nhưng nếu xét về nền tảng và thực lực, thì bọn họ còn không sánh bằng Nguyên Hoành Thiên đứng gần cuối bảng Thương Long, cũng không biết lấy đâu ra can đảm mà ra tay với hắn. Phụt! Nụ cười trên mặt ba người nhóm Mặc Diễm còn chưa biến mất, hai người ở giữa không trung kia đã phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay ra ngoài. Bọn họ hoàn toàn không thấy rõ Lâm Nhất trên hộp đứng kiếm có động tác gì, hắn chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua hai người mà thôi. Kiếm ý thông thiên trong mắt hắn chợt lóe lên rồi biến mất, lúc này hai người đều cảm nhận được cảm giác đáng sợ đang kéo đến. Vụt! Sắc mặt mấy người nhóm Mặc Diễm lần lượt thay đổi, trong mắt mọi người đều lộ vẻ khiếp sợ và nặng nề chưa từng có. Rốt cuộc các hạ là ai? Ánh mắt Mặc Diễm trở nên chăm chú, hắn ta trầm giọng hỏi. Nhân vật như thế, chắc chắn không thể là vô danh tiểu tốt được. Lâm Nhất đứng trên hộp đựng kiếm cởi mũ xuống, sau đó vung tay. Để lộ khuôn mặt có khí chất anh tuấn tự yêu tinh. Vụt! Mũ rộng vành bay đi, chém đôi hai người còn chưa kịp rơi xuống đất như chém cỏ. Lâm Nhất giơ tay đón lấy mũ bay ngược về, nâng mắt cười nói, Lâm Nhất, công tử Táng Hoa, đều là ta. Công tử Táng Hoa, Lâm Nhất là ta. Thật ra hắn không cần báo tên, khi hắn cởi đấu lạp xuống, ba người nhóm Mặc Diễm lập tức nhận ra hắn. Bây giờ ở khu vực Thương Long hầu như không ai không biết tên Lâm Nhất, hắn như một con hắc mã đột nhiên xuất hiện, quật khởi mạnh mẽ như sao chổi. Từ sau khi giết Khổng Huyên, hắn đã nổi tiếng khắp khu vực Thương Long. Không ai không biết, không người không hay. Có thể nói trừ thất đại cự đầu trên bảng Thương Long, Lâm Nhất là người nổi tiếng nhất khu vực Thương Long hiện nay. Sắc mặt Mặc Diễm liên tục thay đổi. Khi thấy đối phương nhẹ nhàng giết chết hai người đã liệu trước được đối phương không phải hạng người vô danh, nhưng hắn ta không thể nào ngờ đối phương lại là Lâm Nhất. Công tử Táng Hoa quả nhiên danh bất hư truyền. Mặc Diễm do dự một lúc rồi nói tiếp, có điều. Dù sao con Kim Ti Ma Viên này cũng do ta phát hiện, cũng do chúng ta vất vả lắm mới giết được. Ngươi chen vào giữa chừng, cưỡng chế cướp đoạt thì thật vô lý. Trên hộp đựng kiếm. Lâm Nhất nghe vậy thì sửng sốt, không nhịn được bật cười. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy người của giới vực cấp cao muốn nói lý lẽ với mình, đúng là chuyện lạ. Phải biết rằng trước đây người của giới vực cấp cao nhìn hắn như nhìn một con kiến vậy. Ở di tích thành Hỏa Vũ, số người chết trong tay nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao cũng rất nhiều. Lâm Nhất biết bản tính của đám người này, họ không coi ai ra gì, nạt yếu sợ mạnh. Nếu đối thủ đến từ giới vực cấp cao giống họ,
họ sẽ đối xử khác. Nếu là người của giới vực cấp thấp, họ không bao giờ nói nhảm nửa câu, giết là giết ngay. Mặt trời mọc từ phía tây đây mà. Lâm Nhất cười nhạo, không hề che giấu vẻ giễu cợt. Nếu đối phương là người của giới vực cấp trung, chỉ cần không quá đáng, Lâm Nhất sẽ không đến mức chen ngang. Nhưng nếu là giới vực cấp cao, hắn sẽ ra tay, không cảm thấy có chút gánh nặng nào. Nói lý lẽ. Ngày hôm đó khi Phong Vô Kỵ muốn giết hắn cũng đâu có nói lý gì với hắn, khi giới vực huyết cốt đuổi giết hắn đã kiêu ngạo cỡ nào. Khi hắn chưa nổi tiếng, không ai muốn nói lý với hắn, chỉ coi hắn như một con kiến. Đợi đến khi hắn nổi tiếng khắp khu Thương Long, họ lại yêu cầu nói lý với hắn, Lâm Nhất thầm cười nhạo. Vốn dĩ trên con đường thông thiên là mạnh thắng yếu thua. Kể cả khi Lâm Nhất nhỏ bé nhất, hắn cũng chưa từng yêu cầu xa vời đối thủ nói lý với mình, danh dự này do chính thanh kiếm trong tay hắn giành lấy. Nhìn thấy vẻ giễu cợt không chút che giấu trên mặt Lâm Nhất, ba người nhóm Mặc Diễm hoàn toàn biến sắc mặt, biết hôm nay mình không thể thay đổi được gì. Bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo, khí thế đáng sợ âm thầm đối chọi nhau. Cho thể diện mà không cần, ngươi có để ta vào mắt không hả? Ngươi chỉ là một thằng nhãi đến từ giới vực cấp thấp mà thôi. Vẻ giận dữ lóe qua trong mắt Mặc Diễm, hắn ta trầm giọng, nếu ngươi muốn chết, ta sẽ giúp ngươi được như nguyện, dù sao đầu của ngươi cũng rất có giá trị, ra tay. Ba người kinh nghiệm đầy mình, lúc nói chuyện đã âm thầm lấy đà, vừa trở mặt liền bộc phát uy áp vô cùng khủng khiếp. Ha ha, công tử Táng Hoa à, ta cũng muốn biết kiếm của ngươi có thể phát huy mấy phần uy lực trong linh trận của ta. Mục Tử Dịch cười lạnh lùng, mặc dù đối phương rất nổi tiếng, nhưng ba người họ liên minh với nhau mà Kim Ti Ma Viên cũng phải chết. Làm sao họ có thể sợ Lâm Nhất chứ, không đồng ý thì cứ giết thôi. Mặc Diễm nói rất đúng, đầu của Lâm Nhất rất có giá trị, chưa kể lệnh truy nã của giới vực huyết cốt, chỉ riêng Nhật Diệu Chi Linh trong tay hắn và thanh kiếm có thể là đạo binh thượng phẩm này thôi đã là bảo bối vô giá. Quá hấp dẫn. Nhưng vẻ tham lam vừa lộ ra trong mắt, hắn ta còn chưa kịp ra tay, một bóng đen đột nhiên xuất hiện, lông tóc toàn thân hắn ta dựng đứng lên vì rét lạnh xâm nhập, hắn ta cảm nhận được hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Vào thời khắc nguy hiểm, Mục Tử Dịch không hề tỏ ra sợ hãi, linh văn lần lượt hiện lên trước người hắn ta. Răng rắc. Nhưng bóng đen kia lấy dao găm ra chém nhẹ một đường, bức linh đồ vừa tạo thành trước mặt hắn ta lập tức rách nát. Mãi đến khi Mục Tử Dịch lùi lại mới kinh hãi phát hiện áo của mình đã bị rách một đường trước ngực, may mà hắn ta còn mặc một lớp đạo giáp bên trong, nếu không chỉ với một đòn này đã có thể lấy nửa cái mạng của hắn ta. Mục Tử Dịch ngẩng đầu lên thì phát hiện đối thủ là một con mèo đen, một con mèo có máu rồng. Tự tìm cái chết. Hắn ta giận tái mặt, không ngờ một con súc vật lại dám gây sự với mình. Kha kha. Ngựa huyết long tuét miệng quời, cất lưỡi dao ảo rồi lấy đạo binh roi ma huyết mãng ra. Không đợi Mục Tử Dịch nổi khùng, nó đã vung roi lên, một tiếng vụt vô cùng chói tai vang lên, roi dài huyết sắc quất thẳng về phía đối phương. Nhanh quá. Mục Tử Dịch không kịp triệu hồi phù văn, hốt hoảng lăn trên mặt đất để tránh đòn tàn nhẫn này. Làm tốt lắm. Lâm Nhất nhìn thoáng qua, lòng bình tĩnh lại, chỉ cần ngựa huyết long giữ chân Mục Tử Dịch, ba người họ sẽ không thể hợp sức với nhau, chỉ cần không hợp sức thì ba người này không đáng lo. Còn những người khác ư, tuy số lượng nhiều nhưng chung quy cũng không ra gì. Trong cuộc chiến đẳng cấp này, nếu họ dám tấn công trước, hai người bị Lâm Nhất giết vừa rồi chính là kết cục của họ. Thay đổi đột ngột xảy ra rõ ràng đã làm rối loạn trận thế của Mặc Diễm, hắn ta căm tức nhìn Mục Tử Dịch trong bộ dạng vô cùng nhếch nhác. Tiểu tử này hay thích khoác lác, vừa rồi đối phó Kim Ti Ma Viên đã suýt chút nữa như xe bị tuột xích, bây giờ lại bị một con ma sủng giữ chân, thật vô dụng. Ngược lại Ô Mạc không hề do dự, dứt khoát lao về phía Lâm Nhất. Huyết mạch man tộc trong cơ thể hắn ta kích hoạt, hắn ta lao tới với dáng người cường tráng như một ngọn núi, khí lực dâng trào như một con hung thú thượng cổ đáng sợ. Quyền đầu tiên đánh ra, người còn ở trên không trung, quyền mang đã làm không khí nổ tung. Uy áp kinh khủng đánh úp tới, Lâm Nhất đứng trên hộp đựng kiếm, quần áo bay phất phới.
đúng lúc lắm. Lâm Nhất đột nhiên ném đấu lạp ra xa, trong mắt có tia sáng lóe qua. Bùm! Đấu lạp chứa chân nguyên lập tức bị quyền mang làm cho nổ tung. Giữa những mảnh vụn đầy trời, Ô Mạc giận dữ hét lên rồi lao tới trước mặt Lâm Nhất như một tia chớp. Quyền mang to lớn như móng vuốt của thú xuyên qua không khí, đánh mạnh về phía đầu hắn. Trước đó đối phương đấm vỡ đầu Kim Ti Ma Viên, nếu quyền này trúng vào đầu Lâm Nhất, có lẽ hiệu quả cũng không kém bao nhiêu. Nhưng quyền mang cách Lâm Nhất hai thước, nó trở nên cứng đờ, chậm chạp như kiếm ý ngưng tụ trên vũng bùn. Khi kiếm thế trên người Lâm Nhất bùng nổ, hắn siết chặt năm ngón tay, cũng tung một quyền đỡ lấy. Bùm! Quyền mang va chạm phát ra tiếng nổ rung trời, kiếm thế quanh người Lâm Nhất biến thành một con thương long gầm thét khiến cho hung uy trên người đối phương vỡ tan tành. Bùm, bùm, bùm. Trong tích tắc, hai người đã đấu với nhau hơn 10 quyền. Dù cho đối phương ra tay tàn nhẫn cỡ nào, Lâm Nhất vẫn đứng trên hộp đựng kiếm không nhúc nhích. Đi chết đi. Mặc Diễm Định Thần lại nhanh chóng gia nhập chiến trường, một luồng uy áp hỏa diễm nóng rực phả vào mặt. Khí tức toát ra quanh người Mặc Diễm như biển lửa mênh mông, quyền mang giấy lên sóng biển ngập trời trong biển lửa này, ánh lửa chói mắt chiếu sáng cả khe núi Hôi Tần. Phải công nhận rằng ý chí hỏa diễm nhị phẩm viên mãn đỉnh phong có chỗ hơn người. Đằng Long Quyết. Lâm Nhất giẫm mạnh lên hộp đựng kiếm, giang hai tay ra lùi về sau để né tránh. Chạy được à? Mặc Diễm cười khẩy, hắn ta không tin họ hợp sức với nhau. Lâm Nhất có thể có đường sống. Nhưng hắn ta vừa định đuổi theo, Lâm Nhất phung tay lên, hộp đựng kiếm dựng đứng dưới mặt đất đột nhiên nhô cao lên như một ngọn núi chặn đường hắn ta. Bùm! Quyền mang đáng sợ của Mặc Diễm đánh vào hộp đựng kiếm phát ra tiếng động nặng nề quanh quẩn khắp núi, đinh tai nhức óc như tiếng sấm. Trọng lượng của hộp kiếm tử diên vượt xa dự đoán của Mặc Diễm, sức bật lại khiến hắn ta phải đau đớn kêu rên, không thể tiến thêm nửa bước. Lâm Nhất xoay một vòng ngay giữa không trung rồi ngoắc tay, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy sắc bén, đôi mắt sáng ngời, hắn trầm giọng kiếm tới. Soạt. Hộp đựng kiếm bị Mặc Diễm đánh bay đột nhiên bắn lên, vô số cánh hoa vàng bay múa, chiếu sáng rực rỡ như ngọn lửa. Khi năm ngón tay Lâm Nhất siết lại, tay trái cầm vỏ kiếm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm. Kiếm xẹt qua trước mắt Lâm Nhất như nước chảy, tỏa ra ánh sáng chói lóa. Mái tóc dài tung bay, khuôn mặt tuấn tú như yêu không thể tìm ra bất kỳ góc chết nào dưới ánh sáng này. Khuôn mặt này dường như bị thời gian đóng băng, thanh kiếm này đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở, chiêu mà Lâm Nhất thi triển là chiêu kiếm thứ hai trong Trảm Thiên Tam Kiếm. Thanh tiêu tại thụ, tử diên hoa khai. Dưới gầm trời này, một kiếm chạm xuống. Soạt. Ô Mạc đang lao tới còn chưa kịp phản ứng đã bị chiêu kiếm này chém cho lùi lại. Ngay cả đạo giáp mà Kim Ti Ma Viên không thể xé rách kia cũng bị chiêu kiếm này chém thành nhiều mảnh nhỏ. Phụt! Ô Mạc hộc ra một búng máu, quỳ một chân xuống đất, nửa thân trên của hắn ta có rất nhiều hình xăm cổ xưa. Hình xăm tỏa ánh sáng đỏ như máu loại bỏ hơn một nửa kiếm uy còn sót lại, hắn ta vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đưa đạo binh cho ta sẽ đi ngay. Ô Mạc nghiêm túc nhìn Lâm Nhất, trầm giọng bảo. Mặc Diễm vừa đáp xuống đất lập tức thay đổi sắc mặt, hắn ta giận tái mặt, tên Ô Mạc này đã nhận 100 viên đan tinh thần của hắn ta đấy. Lâm Nhất cất kiếm vào vỏ rồi ngoắc tay. Ông! Cây côn sắt kẹt trong xương sọ của Kim Ti Ma Viên rung lên điên cuồng, chỉ nháy mắt đã đánh gãy vài xương, sau đó bay vào trong tay Lâm Nhất nhanh như chớp. Nặng quá! Trọng lượng của nó khi cầm trên tay khiến Lâm Nhất kinh ngạc. Hắn nhìn rồi ném cây côn sắt qua cho Ô Mạc. Ô Mạc muốn đi, tất nhiên Lâm Nhất sẽ cho hắn ta được như ý, tiểu tử này là một cục sắt, nếu đánh thật thì cũng khá phiền phức. Ô Mạc bắt lấy côn sắt, nhìn bộ xương của Kim Ti Ma Viên ở phía xa rồi nhìn sang Lâm Nhất, đột nhiên nói, ta không cần yêu đan, đưa bộ xương của Kim Ti Ma Viên cho ta sẽ giúp người đối phó Mặc Diễm. Mặc Diễm lập tức nổi giận, không kiềm chế được nữa, Ô Mạc. Ngươi đừng quá đáng, ngươi đã nhận 100 viên đan tinh thần của ta, thế mà ngươi lại muốn cùng thằng vô dụng giới vực cấp thấp này đối phó ta. Ô Mạc lạnh lùng đáp, ta đồng ý giúp ngươi giết Kim Ti Ma Viên đã làm xong, còn giới vực cấp thấp gì đó thì ta không quan tâm,
giới vực ma khuê chỉ tôn trọng kẻ mạnh. Mặc Diễm tức run người, mới vừa rồi ba người còn liên minh, chớp mắt hắn ta đã biến thành kẻ cô độc. Thậm chí Ô Mà còn muốn phản bội, hắn ta hoàn toàn không thể chấp nhận. Một đề nghị khá hấp dẫn, nhưng tại hạ không cần. Lâm Nhất khẽ nheo mắt, trên mặt hiện lên ý cười, nhưng mắt lại nhìn Mạc Diễm với vẻ hài hước. Ngông cuồng, để giết ngươi, một mình ta là đủ, đại nhật phần thiên. Mạc Diễm khịt mũi, sát ý trên người hắn ta bùng nổ, ý chí hỏa diễm nhị phẩm viên mãn đỉnh phong lập tức thôi phát đến cực hạn. Võ học tạo hóa cao đẳng cấp bá chủ đồng thời thi triển, toàn thân hắn ta phát ra ánh sáng vàng chói lóa, sát chiêu đáng sợ đã giết kim ti ma viên trước đó lại được thi triển. Uy lực của chiêu thức này đáng sợ một cách khủng khiếp, có thể nói là thủ đoạn cuối cùng của Mạc Diễm. Thần Dương Toái Thiên Ấn. Lâm Nhất vẫn bình tĩnh, hư ảnh thần nhân cánh vàng trăm trượng hiện lên sau lưng hắn, mặt trời nổ tung trong tay hắn để đỡ lấy quyền mang mạnh mẽ bá đạo kia. Giữa đất trời, mặt trời chia hai, tranh tài tranh sức. Thần Dương Toái Thiên Ấn đối đầu với Đại Nhật Phần Thiên, cả hai đều là võ học tạo hóa cao đẳng được gọi là mạnh mẽ bá đạo, thậm chí đều được tạo ra từ Hạo Thiên Đại Nhật. Đại Nhật Phần Thiên của Mạc Diễm không cần phải nói nhiều, mạnh như kim ti ma viên sau khi bị vây nhốt cũng bị chiêu thức này làm cho nổ tan xác. Nếu không thì Ô Mạc đã không có cơ hội đập vỡ đầu con ma viên đó bằng đạo binh. Rất nhiều võ giả giới vực khác ở đằng sau đều đang dõi theo chiêu thức này, về cơ bản chiêu này có thể quyết định sự thắng bại giữa hai bên. Lực sát thương của võ học tạo hóa cao đẳng quá lớn, một khi có người rơi vào thế yếu chắc chắn sẽ bị thương nặng, thậm chí là chết ngay tại chỗ. Rắc, rắc, rắc. Khi hai đại sát chiêu va chạm nhau, Mạc Diễm ỷ vào ưu thế tu vi lập tức chiếm ưu thế, liên tục đẩy lùi ánh sáng vàng tỏa ra từ trên người Lâm Nhất. Loáng thoáng còn xuất hiện vết rách. Vô số dư chấn hóa thành mưa sao băng lửa màu vàng dao động ra xung quanh, nổ tung rồi tạo thành từng cái hố thật to trong khe núi Hôi Tần, khiến rất nhiều nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao ở phía xa kinh hãi, sởn cả gai óc. Ai cũng cảm thấy may mắn vì đã không tới gần xem náo nhiệt. Trong cuộc chiến ở đẳng cấp này, họ mà tới gần cũng chỉ là con chốt thí, chỉ riêng dư chấn thôi cũng đủ làm cho mọi người bị thương. Nhưng với tình thế trước mắt, có vẻ như Mạc Diễm đang chiếm ưu thế không nhỏ, có thể phát hiện rõ rằng võ học tạo hóa cao đẳng của Lâm Nhất mạnh hơn Mạc Diễm một chút. Nhưng ưu thế về tu vi cực kỳ lớn đã giúp Mạc Diễm thi triển Đại Nhật Phần Thiên một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Hừ, chung quy cũng chỉ là một thằng vô dụng đến từ giới vực cấp thấp, hôm nay ta sẽ bắt sống ngươi. Khi nào Thương Long cấm giới mở, ta sẽ bắt ngươi quỳ xuống trước mặt ta, công tử táng hoa. Trò cười mà thôi. Mạc Diễm vốn đã kìm nén tức giận trong lòng, thấy đối phương bị áp chế, giờ chết sắp tới, hắn ta lập tức cười khẩy. Nhưng lúc này dị biến đột nhiên xảy ra, từng dấu ấn cổ xưa hiện ra trong mặt trời do Lâm Nhất đánh ra. Ánh sáng vàng rực rỡ hơn bao giờ hết tỏa ra lập tức chiếu rọi bốn phương, khiến ánh sáng trên người Mạc Diễm mất đi màu sắc. Ánh sáng nhỏ như hạt gạo mà cũng dám làm càn. Lâm Nhất hít sâu một hơi. Năm ngón tay biến ảo, hư ảnh thần nhân cánh vàng mấy trăm trượng sau lưng hắn lập tức dương cánh che khuất bầu trời. Ánh sáng đại nhật, muôn đời bất diệt. Trước ánh nhìn chăm chăm từ trên cao xuống của thần nhân cánh vàng, mặt trời do Lâm Nhất đánh ra tỏa ánh nắng thần, điên cuồng bắn đi với khí thế không gì địch nổi phá tan quyền mang của Mạc Diễm, làm cho hắn ta văng ra thật xa. Răng rắc. Tiếng chân nguyên hộ thể vỡ vụn vang lên. Mạc Diễm hộc máu, ngã phịch xuống đất. Cho đến lúc này, thần nhân cánh vàng sau lưng Lâm Nhất mới dần dần mờ nhạt. Vèo. Mạc Diễm giãy giụa đứng dậy rồi quay đầu bỏ chạy, hoàn toàn không có can đảm nhìn Lâm Nhất. Đám nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao ở đằng sau đều chố mắt, trước nay chỉ có giới vực cấp cao cướp của người khác, hôm nay đúng là gặp ma khi còn sống, giới vực cấp cao liên minh với nhau mà vẫn bị Lâm Nhất cướp. Mạc Diễm khí phách người người, triệu tập 6 giới vực cấp cao phong tỏa dãy núi Hôi Tần trước kia, giờ đây còn không dám buông lời cảnh cáo, cũng không dám nhìn Lâm Nhất đã quay đầu bỏ chạy, dáng vẻ này làm cho người ta được mở rộng tầm mắt, không dám tin. Sau khi mọi người hoàn hồn lại, họ nhìn khe núi Hôi Tần như đang nhìn tận thế, nhốn nháo rời đi, không
không dám ở lâu. Chuyện này. Nhìn thấy cảnh này, Mục Tử Dịch còn đang dây dưa với Ngựa Huyết Long lập tức ngây người. Ô Mạc và Mạc Diễm Liên Minh cũng không ngăn cản được Lâm Nhất. Chuyện này không thể nào. Yêu thú thiên phách cấp vương giả như Kim Ti Ma Viên còn chết trong tay ba người họ, thế nhưng họ lại thua trong tay Lâm Nhất. Chát! Khi hắn ta đang ngây người, một chiếc roi ma huyết quất tới nhanh như chớp, ngay lập tức quất hắn ta bay ra xa. Mấy đường linh văn vỡ vụn, dư chấn từ roi để lại dấu vết đỏ rực trên mặt đất. Xúc vật chết tiệt, Lâm Nhất, chuyện này chưa xong đâu, cứ đợi tới Thương Long cấm giới mà xem, Mục Tử Dịch giận dữ hét lên, sau đó nhanh chóng lùi lại thật xa. Không cần đuổi theo. Lâm Nhất đeo hộp đựng kiếm lên lưng, nói một câu với Ngựa Huyết Long ở phía xa xa. Khe núi Hôi Tần vừa rồi còn náo nhiệt, lúc này chỉ còn lại một mảnh hỗn độn ngoại trừ bộ xương của Kim Ti Ma Viên. Nhân tài kiệt xuất của mấy giới vực cấp cao đều rời đi vì sợ Lâm Nhất sẽ gây sự với họ. Nguyên Hoành Thiên bị lột sạch cũng được coi là chuyện không ai không biết ở khu vực Thương Long, không ai muốn trở thành Nguyên Hoành Thiên thứ hai cả. Nhưng vẫn có người ở lại. Ô Mạc và các nhân tài kiệt xuất giới vực ma khuê tụ tập bên cạnh hắn ta đều ở lại, không có ý định vội vàng rời đi. Lâm Nhất, thương lượng thế nào đây? Bộ xương của Kim Ti Ma Viên để cho ta. Ta có thể cho ngươi tài nguyên mà ngươi cần, hoặc người của giới vực ma khuê chúng ta có thể bán mạng cho ngươi một lần, Ô Mạc nhìn Lâm Nhất nói thẳng. Hắn ta một mực muốn lấy bộ xương của Kim Ti Ma Viên, đám nam tử cường tráng giới vực ma khuê sau lưng hắn ta cũng nhìn chằm chằm vào Kim Ti Ma Viên bằng ánh mắt đầy khao khát. Lâm Nhất suy tư, quả thật có hơi dao động. Tạm thời hắn không thiếu tài nguyên, nhưng nhóm người này đủ hung ác, đủ liều mạng. Sự quyết tâm khi đối đầu trực diện với Kim Ti Ma Viên của Ô Mạc đã gây ấn tượng sâu sắc cho Lâm Nhất. Nếu không có Ô Mạc chặn ở phía trước, dựa vào Mạc Diễm và Mục Tử Dịch, để giết được Kim Ti Ma Viên thì không dễ dàng như vậy. Cả người Kim Ti Ma Viên đều là bảo bối, nhưng tạm thời Lâm Nhất chỉ cần yêu đan cấp vương giả, bộ xương dùng để tu luyện nhật diệu thần quyền, tinh huyết và đôi long viên kim diễm châu kia, hắn đều không cần. Thình thịch. Khi Lâm Nhất chuẩn bị đưa ra quyết định, Ngựa Huyết Long chạy tới lắc đầu với Lâm Nhất. Lâm Nhất lập tức hiểu, Ngựa Huyết Long tu luyện Thái Cổ Long Viên Quyết, có lẽ cần dùng đến bộ xương huyết mạch của Kim Ti Ma Viên, vậy thì hết cách rồi. Ô Mạc nhìn mặt đoán ý, bèn lên tiếng trước, con mèo rồng này của ngươi cũng có huyết mạch biến dị, nếu muốn thăng lên cảnh giới thiên phách tầng 2 thì đúng là cần dùng tới tinh huyết của con Kim Ti Ma Viên này. Nhưng nó không dùng hết đâu, đợi ta để lại 1/3 là được. Những tài liệu khác ta không cần. Lâm Nhất nhìn qua Ngựa Huyết Long, phát hiện đối phương đang nhìn chằm chằm vào cây côn sắt khắc linh văn trong tay Ô Mạc. Hắn lập tức cạn lời, con ngựa ngốc này đúng là kẻ cuồng binh khí, đã có lưỡi dao ảo, roi huyết mãng, lúc này còn có ý đồ với cây côn sắt này. Món đạo binh này khá tốt, Lâm Nhất cầm thử một lần cảm thấy nó rất nặng. Linh văn vẽ trên côn sắt cũng có vẻ rất cổ xưa. Điều quan trọng nhất là hình ảnh cây côn sắt này tung chiêu cuối đánh vỡ đầu Kim Ti Ma Viên trước đó vô cùng chấn động. Ô Mạc nhìn thấy ánh mắt của Ngựa Huyết Long thì ngẩn ra, sau đó bật cười ha ha, ha ha ha, đạo binh này của ta tên là Ma Côn Thiên Khôi, được đúc từ Ma Kim Khôi đấu, trọng lượng thì khỏi nói. Lâm huynh đệ cũng là người tu luyện thể chất nên có thể cảm nhận được. Chỗ lợi hại nhất của đạo binh này là dấu ấn linh văn thánh phẩm, có lẽ cấp bậc không quá cao, nhưng tuổi thọ rất cổ xưa, ngay cả đại thế côn luân cũng chưa chắc có người có thể điều khiển một cách hoàn hảo. Bây giờ ta cũng không thể phát huy hết uy lực của nó. Theo lời của các tiền bối trong tộc ta, nếu có thể điều khiển được cây Ma Côn Thiên Khôi này, Ma Kim Khôi đấu sẽ tỏa ánh hào quang chân chính. Lâm Nhất nhìn thoáng qua, biết lời đối phương nói không phải giả. Cây Ma Côn Thiên Khôi này rất tuyệt vời, ít nhất dấu ấn trên nó là linh văn thánh phẩm, trực giác mách bảo Lâm Nhất rằng nó có lai lịch rất lớn. Ô Mạc nhắc tới đạo binh này cũng vô cùng kiêu ngạo, hắn ta nhìn Lâm Nhất, nếu con mèo rồng này thích, chỉ cần nó nâng lên được, ta sẽ tặng cho nó. Ô Mạc đạp Ma Côn Thiên Khôi cắm sâu xuống đất, linh văn thánh phẩm in trên thân Ma Côn Thiên Khôi chậm chậm dao động, ma khí màu đục nhàn nhạt vờn quanh Ma Côn. Thoạt nhìn như định hải thần châm không thể rút ra. Lâm Nhất vốn định ngăn cản đối phương,
bảo hắn ta không nên coi thường ngựa huyết long, nhưng nhìn thấy tình hình này thì khẽ cau mày. Ma côn thiên khôi này quả thật có gì đó rất kỳ quái, đường văn khắc trên đó dường như có thể thấu suốt trời đất, muốn rút nó lên e rằng không khác nào di chuyển một quả núi. Lâm Nhất có thể thoáng cảm nhận được một luồng khí tức cùng loại với kiếm ý thông thiên ở trong đó. Xem ra Ô Mạc quyết tâm muốn lấy được 1/3 máu long viên của Kim Ti Ma Viên rồi, chỉ cần ngựa huyết long biết khó mà lui, Lâm Nhất không muốn đáp ứng thì cũng phải đáp ứng. Đương nhiên, Lâm Nhất sẽ không thiệt thòi, chắc chắn đối phương sẽ bán mạng một lần vì hắn. Vèo. Nhưng khi Lâm Nhất nghĩ đến đây thì ngựa huyết long chợt lao vọt qua, duỗi tay chộp lấy Ma Côn Thiên Khôi. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, nó đã nổi giận gầm lên một tiếng rồi dùng sức rút Ma Côn Thiên Khôi ra. Oanh, ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang tận trời xanh, chấn động bát hoang, toàn bộ dãy núi Hôi Tần rung lắc kịch liệt. Soạt. Một khắc sau, Ma Côn Thiên Khôi trong tay ngựa huyết long bắn ra kim quang chói mắt, ma khí đen ngòm quanh quẩn trước đó lập tức biến mất. Linh văn khắc trên thân côn phát ra ánh sáng vàng chói lọi khó mà tưởng tượng được, sáng lóng lánh như có huyết dịch màu vàng chảy xuôi thân côn. Thân hình có phần nhỏ nhắn, xinh xắn của ngựa huyết long bỗng xoay tròn cùng Ma Côn Thiên Khôi, phía sau nó xuất hiện ma ảnh long viên khổng lồ, trời đất đảo điên, rung lắc điên cuồng, khoảng không gian này dường như bị bóp méo. Vèo, vèo. Thật là bá đạo, mấy người Lâm Nhất và Ô Mạc quá sợ hãi, vội rút lui. Sau khi mọi thứ ổn định trở lại, đám tráng hán của giới vực ma khuê chỉ biết trợn tròn mắt, miệng há hốc, sợ đến mức không nói nên lời. Điều này sao có thể? Đương nhiên, người khoa trương nhất chính là Ô Mạc, gã nam nhân cương trực này trố mắt mà nhìn, miệng lẩm bẩm, dáng vẻ không thể nào tin nổi. Hắn ta hối hận xanh cả ruột rồi, hôm nay ngựa huyết long không chỉ rút ma côn ra, mà nó còn phóng thích hào quang chân chính của ma kim khôi đấu. Quả thực y hệt như cảnh tượng trong truyền thuyết của bộ tộc, sự rung động này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ được. Đã mấy ngàn năm rồi, tộc của bọn họ chưa một ai có thể chính thức phóng thích hào quang của ma kim khôi đấu. Bịch. Đúng lúc này, những nhân tài kiệt xuất khác của tộc ma khuê đột nhiên quỳ sụp xuống đất, không ngừng bái lạy. Càng vung vẩy Ma Côn Thiên Khôi, ma ảnh long viên phía sau ngựa huyết long càng trở nên ngưng thực, lộ ra dáng vẻ của hung thần thái cổ. Thái cổ long viên. Ánh mắt Ô Mạc lóe lên tia kinh sợ, bỗng chốc, bịch một tiếng, hắn ta cũng quỳ sụp xuống và bái lạy. Bịch, bịch. Nhân tài kiệt xuất của giới vực ma khuê cùng lễ bái, cả đám bày ra dáng vẻ nghiêm túc và trang trọng, như đang thực hiện một nghi thức cổ xưa nào đó. Sắc mặt Lâm Nhất thoáng thay đổi, hắn càng thêm hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh tượng biến hóa đột ngột trước mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn ngựa huyết long vẫn đang chơi đùa Ma Côn Thiên Khôi trong tay, ánh mắt lóe lên tia khác thường. Xem ra địa vị của Ma Côn Thiên Khôi lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, đây tuyệt nhiên không chỉ là một thanh đạo khí. Hẳn là ngựa huyết long đã dùng thái cổ long viên quyết để thúc giục Ma Côn Thiên Khôi nên mới phát sinh dị tượng như thế, nhưng uy lực quả thật có hơi đáng sợ. Nói đến thái cổ long viên quyết, thứ này do Nguyệt Phi Vi ban cho ngựa huyết long đấy. Chỉ là tiện tay ban thưởng mà thôi, không ngờ lại một môn công pháp đáng sợ như thế, e rằng thế lực đứng sau nàng ta có lai lịch rất bất phàm. Xíu, yêu yêu. Trong lúc Lâm Nhất đang suy nghĩ, dị tượng trên vòm trời đã từ từ tiêu tán, ngựa huyết long đáp xuống đất, nắm trong tay Ma Côn Thiên Khôi đã một lần nữa biến trở về đen nhánh, miệng tâu toét cười. Lúc này, nó đang trong hình thái mèo. Kích thước có tỷ lệ tương phản cực lớn với Ma Côn Thiên Khôi, nên khi cười rộ lên càng giống một đứa ngốc con nhà địa chủ vừa vớ được bảo bối. Người của giới vực ma khuê đứng vậy, nhìn thấy dáng vẻ ngựa huyết long kéo Ma Côn Thiên Khôi, cả đám đều lộ vẻ mất tự nhiên. Đặc biệt là Ô Mạc, trước đó hắn ta đã từng nói chỉ cần đối phương có thể rút được thì, sẽ đưa Ma Côn Thiên Khôi cho ngựa huyết long. Giờ Tiểu Hồng không chỉ rút ra được mà còn phóng thích hào quang chân chính của Ma Kim Khôi đấu nữa. Nhưng nếu hôm nay để nó đem Ma Côn Thiên Khôi ra ngoài thì thật sự có hơi nuối tiếc. Ma Côn Thiên Khôi không chỉ là đạo binh, mà ở giới vực Ma Khuê, nó còn là thánh khí được cả tộc quỳ bái, mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Ô huynh, lời nói đùa trong lúc vô tình không đáng nhắc đến.
Lâm Nhất nhìn ra điều đó nên cũng không muốn cưỡng cầu, hắn lệnh cho ngựa huyết long đem ma côn thiên khôi trả lại cho đối phương. Không không khôi, lời đã nói ra sao có thể thu lại. Ô Mạc vội khoác tay, thở dài, huống chi, ma côn thiên khôi đã phóng ra hào quang chân chính trong tay nó, coi như cũng chẳng có gì nuối tiếc. Ngựa huyết long vốn không vui, nghe vậy, nó lập tức trở nên hưng phấn, ôm chặt lấy ma côn thiên khôi, không có ý định buông tay. Lâm Nhất ngẫm nghĩ rồi trầm ngâm nói, nếu vậy, ta cũng không chiếm lợi của huynh, ngoại trừ 1/3 máu huyết long viên, ta sẽ không cần tài liệu của kim ti ma viên, thêm vào đó, ô huynh sắp độ kiếp thiên phách thứ tư đúng không? Ta tặng huynh 800 viên đan tinh thần. Ô Mạc vốn sững sờ, bất giác, trong đầu nổ tung. 800 viên đan tinh thần ư, ta không nghe lầm đó chứ, hắn ta nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt khó tin. Những nhân tài kiệt xuất khác của giới vực ma khuê cũng thất kinh, tiện tay lấy ra 800 viên đan tinh thần, cái này không khỏi có hơi khoa trương rồi. Lâm Nhất cũng không quan tâm bọn họ nghĩ gì, hắn khẽ vỗ lên túi trữ vật, lấy ra hộp báu đựng đan tinh thần. Bên trên mỗi cái hộp báu đều có phù triện chứa linh khí phong ấn, Ô Mạc tiện tay mở ra xem thì lập tức bị đan tinh thần sáng mù mắt. Hắn ta liều mạng vì Mạc Diễm cũng chỉ bởi cần gấp 100 viên đan tinh thần. Không ngờ ngay tại đây, Lâm Nhất lại lấy ra được 800 viên, hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn ta. Ô Mạc hít sâu một hơi mới ổn định lại tinh thần, rồi nhìn về phía Lâm Nhất và nói, Lâm huynh hào sảng, ta cực ma côn thiên khôi, vốn là có chơi có chịu, nhận nhiều đan tinh thần như vậy thật sự có hơi xấu hổ. Tuy nhiên, ta thật sự rất cần đan tinh thần, nếu không e là không có cách nào giao thủ với những cự đầu đỉnh cao ở Thương Long cấm giới. Ta xin nhận số đan tinh thần này, ngày sau nếu có gì cần giúp đỡ, đừng ngại lên tiếng. Người ngoài đều nói ngựa huyết long là ma sủng của Lâm Nhất, nhưng trong mắt hắn, từ trước đến nay, đứa ngốc này luôn là huynh đệ vào sinh ra tử với hắn. Lâm huynh, máu huyết long viên. Sắc mặt Ô Mạc nghiêm túc, mồ hôi rịn ra trên trán, giọng hắn ta gần như phát ra từ kẽ răng. Tên ngốc, người phải cố mà chịu đấy. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia quyết đoán, hắn liên tục rót máu huyết long viên vào đống đan tinh thần đang rực cháy, ngưng tụ thành một trận pháp cổ xưa. Dưới sự tôi luyện của linh trận, máu huyết long viên dường như có sinh mệnh, nó từ từ nhích đến gần ngựa huyết long. Giống, giống, giống. Máu huyết long viên liên tục rót vào cơ thể, ngựa huyết long không ngừng gào thét, sắc mặt đau đớn mà dữ tợn. Cùng với đó, có thể thấy được đan tinh thần trong linh trận cổ xưa nhanh chóng tiêu hao bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đan tinh thần, Ô Mạc bắt tay làm ấn, trong giọng quát. Lâm Nhất vỗ nhẹ lên túi trữ vật, 200 viên đan tinh thần ào ào tuôn ra. Không đủ. Nhưng không bao lâu sau, sắc mặt Ô Mạc lại thay đổi, khẩu vị của ngựa huyết long đã vượt ngoài sở liệu của hắn ta. Dường như đối phương tu luyện một môn công pháp yêu tộc nào đó, sự khát khao trong huyết mạch hoàn toàn vượt khỏi sức tưởng tượng. Sắc mặt Lâm Nhất thay đổi, sau một thoáng chần chừ, hắn cắn răng lấy ra 300 viên đan tinh thần rót vào trong linh trận. Lại nửa canh giờ trôi qua, ngọn lửa trong linh trận lại lần nữa trở nên u ám. Việc này khiến phần đông nhân tài kiệt xuất của giới vực ma khuê thay đổi sắc mặt, rốt cuộc huyết mạch của Long Miêu này đáng sợ nhường nào. Số lượng đan tinh thần như vậy mà vẫn không đủ. Hiển nhiên, đây cũng là lần đầu Ô Mạc gặp phải tình huống như vậy, mặt hắn ta tái nhợt, động tác kết ấn trông đã cố hết sức. Soạt. Không đợi đối phương mở miệng, Lâm Nhất lại lấy ra 400 viên đan tinh thần rót vào linh trận cổ xưa kia. Ầm ầm. Tổng cộng có 1000 viên đan tinh thần chồng chất lên nhau, khí tinh nguyên dồi dào đã sớm lan ra ngoài. Cả sơn cốc Hôi Tần dường như muốn bốc cháy. Khắp nơi là một màu đỏ thắm, nóng hôi hổi. Cùng lúc đó, ngựa huyết long đang luyện hóa máu huyết long viên dường như cũng đã chạm đến bình chướng nào đó. Thân hình vốn có hơi tròn trịa của nó giờ phút này phình to như một quả khí cầu, lông trên người dựng đứng cả lên, thoạt nhìn rất nguy hiểm. Tên ngốc này sẽ không sao đó chứ? Ánh mắt Lâm Nhất lộ vẻ lo lắng, vốn nghĩ có Ô Mạc ra tay. Chuyện ngựa huyết long luyện hóa máu huyết long viên coi như đã nắm chắc, nào ngờ khẩu vị của nó lớn đến kinh người,
liên tục tiêu hao số lượng khủng bố lên đến 1.000 viên đan tinh thần. Ngay khi Lâm Nhất lo nghĩ không thôi, chợt, có ma quang đen nhánh từ trong linh trận sộc thẳng lên trời, kế đó, linh trận nổ tung. Mặt đất dưới chân cũng chia năm xẻ bảy, một lực lượng vô cùng mạnh mẽ quét ngang ra, Lâm Nhất tỏ vẻ kinh hãi, suýt nữa hắn đã bị lực lượng này đánh bay. Đã thất bại. Lâm Nhất bất giác nói. Không, thành công rồi. Ô Mạc nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó những linh trận vỡ vụn kia có núi đá nhô lên, còn có vô số ma kim khôi đấu dung hợp với nhau giữa ngọn lửa hừng hực. Trong nháy mắt, chúng ngưng tụ thành một bức tượng đá long viên cổ xưa và bao bọc ngựa huyết long kín mít. Rắc, rắc, rắc. Chỉ chốc lát pho tượng long viên đã cao lên đến độ cao mấy trăm trượng kinh khủng. Cho đến lúc này Ô Mạc mới thở phào nhẹ nhõm, cười bảo tiểu tử này đúng là một con quái vật, ta nhớ lúc vị tiền bối trong tộc dùng bí thuật này độ kiếp, pho tượng long viên ngưng tụ sau cùng cũng chỉ cao 100 trượng, của nó còn sắp to hơn cả kim ti ma viên. Nhóm nhân tài kiệt xuất giới vực ma khuê ở phía sau cũng tặc lưỡi bảo lạ. Ít thì nửa tháng, nhiều thì một tháng, nó sẽ phá vỡ phong ấn, đến lúc đó chắc nó sẽ có tu vi cảnh giới thiên phách tầng 2. Vẻ hưng phấn lộ ra trong mắt Ô Mạc, hắn ta trầm giọng, ta rất muốn biết lúc đó nó sẽ mạnh đến mức nào, có lẽ thánh khí của tộc ta vào tay nó cũng là ý trời. Lâm Nhất mỉm cười, trạng thái căng thẳng cũng trở nên thả lỏng. Biết Ô Mạc chuẩn bị đi, Thương Long cấm giới đã sắp mở, chắc chắn đối phương sẽ nhân cơ hội này để bế quan. Lâm huynh không cần tiễn, 2 tháng sau chúng ta sẽ gặp ở Thương Long cấm giới. Ta tin rằng tới lúc đó thực lực của huynh sẽ khiến tất cả người của giới vực cấp cao đều phải giật mình. Ô Mạc cười phóng khoáng nói với Lâm Nhất, hắn ta chỉ tôn trọng kẻ mạnh, hoàn toàn không quan tâm đến xuất thân. Đến lúc đó gặp, Lâm Nhất chắp tay đưa tiễn. Đợi sau khi đối phương đi, Lâm Nhất quay đầu nhìn về phía pho tượng long viên khoa trương kia bằng ánh mắt vô cùng hưng phấn. Mình cũng cần phải tập trung luyện hóa yêu đan vương giả của Kim Ti Ma Viên. 2 tháng sau không thể bị con ngựa ngốc nhà ngươi bỏ lại phía sau được. Lúc này còn gần 2 tháng nữa Thương Long cấm giới sẽ mở, cũng đủ cho Lâm Nhất bế quan. Trong khe núi Hôi Tần, Lâm Nhất lấy yêu đan của Kim Ti Ma Viên từ trong túi trữ vật ra. Soạt! Đây là một viên yêu đan bốc lửa hừng hực, có khí huyết cuồn cuộn tỏa ra từ ngọn lửa, bên trong ngọn lửa là đan hạch màu vàng kim. Lâm Nhất có thể cảm nhận được rõ đan hạch ẩn chứa khí tức đáng sợ cỡ nào, khiến người ta phải chấn động. Mình sẽ dùng cái này để tu luyện thần dương toái thiên ấn đến cảnh giới viên mãn trước, sau đó tu luyện nhật diệu thần quyền cũng sẽ không có trở ngại gì. Chỉ là không biết trong vòng 2 tháng có thể tu luyện thành công bao nhiêu quyền. Luyện hóa yêu đan trước đã. Lâm Nhất dừng suy nghĩ, khoanh chân ngồi xuống, đặt 2 tay lên đầu gối. Yêu đan huyết diễm của Kim Ti Ma Viên bay lơ lửng ở trước mặt, huyết khí nồng đậm lập tức bao trùm cả người hắn. Nhìn từ xa, huyết quang trên người Lâm Nhất phóng thẳng tận trời, toát ra lệ khí vô cùng đáng sợ trong bóng đêm. Thanh tiêu. Tử diên. Lâm Nhất nhẩm niệm, 2 đại kiếm quyết đồng thời vận chuyển, chân nguyên trong 2 đại khí hải lập tức tràn ngập toàn thân. Cánh hoa tím khổng lồ lặng lẽ hiện lên trên mặt đất. Sau lưng là thần thụ thanh tiêu cao hàng trăm trượng đong đưa theo gió, tiếng sấm rền vang bên tai không dứt. Khi 2 đại kiếm quyết được thi triển, yêu đan huyết diễm trước mặt Lâm Nhất bị từng tia kiếm ý chân nguyên quấn lấy rồi nhanh chóng luyện hóa. SSS, SSS. Yêu đan liên tục toát ra ma vụ màu đen, đó là ma khí do kiếm ý bị chém nứt, thông thường yêu thú trên con đường thông thiên sẽ khó tránh được bị ma khí xâm nhập. Đối với võ giả ma đạo, hấp thu ma khí này để tiến hành luyện hóa, mặc dù nguy hiểm nhưng có thể ngưng tụ tà khí. Nhưng đối với Lâm Nhất, nhiễm một ít cũng sẽ tạo thành tai họa vô tận, chỉ cần trái tim hướng kiếm của hắn bị ảnh hưởng một chút thôi cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. May mà kiếm ý cũng được coi là khắc tinh của ma khí này, lúc còn kiếm ý thông linh Lâm Nhất đã có thể dễ dàng chém nứt những ma khí này, bây giờ kiếm ý thông thiên sẽ chỉ càng dễ dàng hơn. Nửa canh giờ sau, yêu đan huyết diễm đột nhiên phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, Lâm Nhất mở mắt ra thì nhìn thấy tàn hồn của Kim Ti Ma Viên đang gào thét. Vèo. Tàn hồn bị kiếm ý luyện hóa đến mức không chịu nổi nữa, kêu gào thoát ra ngoài,
lao thẳng về phía giữa hai đầu mày Lâm Nhất, muốn chiếm giữ thần hồn của hắn. Đi chết đi. Lâm Nhất điềm tĩnh khịt mũi. Răng rắc. Tàn hồn kim ti ma viên thoát ra bị kiếm ý bắn ra từ sâu trong mắt Lâm Nhất chém thành vô số mảnh nhỏ. Nấp kỹ thật đấy, nếu kiếm ý của ta không đủ sắc bén, dù không bị tàn hồn này đoạt xá, chỉ sợ ít nhiều cũng sẽ bị đồng hóa phần nào đó. Lâm Nhất lẩm bẩm, tại sao võ giả ma đạo lại có tính tình thất thường, không kiểm soát được ham muốn giết chóc. Nhiều lúc cũng vì khi luyện hóa tà khí, họ bị tàn hồn của yêu thú đang ẩn nấp dung hợp bản tính của nó với bản thân võ giả. Mầm họa được loại bỏ, tốc độ luyện hóa yêu đan của Lâm Nhất không còn kiêng dè gì nữa. Dưới sự tấn công của kiếm ý, đan hạch màu vàng vỡ vụn rồi biến thành đường thẳng vàng chói mắt chiếu ra ngoài. Lâm Nhất xòe lòng bàn tay ra, thần dương toái thiên ấn lặng lẽ hiện lên, chữ nhật cổ xưa ở chính giữa dấu ấn điên cuồng cắn nuốt đường thẳng vàng này như đang rất đói. Cuối cùng, nhiều đường thẳng vàng dung hợp với nhau trông như một dòng suối vàng chảy vào lòng bàn tay Lâm Nhất. Ánh sáng của thần dương toái thiên ấn điên cuồng sáng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đợi đến khi yêu đan bị ánh sáng này luyện hóa đến cực hạn, lòng bàn tay Lâm Nhất như một không gian, dấu ấn cổ xưa trên lòng bàn tay hoàn toàn biến thành mặt trời, không gian thoạt nhìn như to chừng bàn tay phát ra ánh sáng mặt trời không gì đo lường được. Đúng lúc này, sau lưng Lâm Nhất xuất hiện kim sĩ thần nhân, khác với trạng thái lúc ẩn lúc hiện trước đây, lúc này kim sĩ thần nhân to lớn như một ngọn núi đã hoàn toàn biến thành thực thể, giữa đôi mắt khép kín phát ra ánh sáng có linh tính. Uy nghiêm thần thánh toát ra từ trên người kim sĩ thần nhân khiến người ta nảy sinh ý muốn quỷ bái thần phục. Giờ phút này, thần dương toái thiên ấn như có linh hồn. Lâm Nhất rất kinh ngạc. Sự thay đổi này như kiếm ý tiên thiên thăng lên kiếm ý thông linh vậy, nó mang lại một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đây chính là thần dương toái thiên ấn viên mãn đỉnh phong ư. Cảm nhận được sự thay đổi xưa nay chưa từng có, Lâm Nhất vô cùng phấn khích, toàn thân tràn ngập sức mạnh khiến người ta sợ hãi. Uy áp gần như có thể so sánh với khi thi triển kiếm ý thông thiên, hơn nữa tính bộc phát càng thêm mạnh mẽ, đây là một phương hướng hoàn toàn khác biệt với kiếm đạo. Bùm! Khi Lâm Nhất siết chặt năm ngón tay, không gian trước mặt lập tức nổ tung, không khí như bị núi sông nghiền nát. Còn chưa đánh ra, uy lực đã lớn đến mức làm Lâm Nhất hoảng sợ. Hắn cảm thấy mình như đang cầm mặt trời trong tay, một khi thả nó ra ngoài, có lẽ gần một nửa khe núi Hôi Tần cũng sẽ bị phá hủy. Cuối cùng một quyền này bị Lâm Nhất đấm xuống đất, mặt đất trong phạm vi 10 dặm lập tức nứt toạc. Vô số ngọn lửa cháy hừng hực. Nhìn qua như dung nham đang bốc cháy. Ầm ầm, một ngọn lửa vàng mang theo hơi nóng vừa rít gào, vừa ùn ùn kéo tới, khung cảnh ấy đáng sợ như tận thế, thoạt nhìn như có một tảng thiên thạch hỏa diễm khổng lồ từ ngoài vũ trụ rơi xuống đất. Nhưng tất cả những điều này chỉ do Lâm Nhất đấm một quyền. Một người từng được chứng kiến nhiều cảnh tượng chấn động như Lâm Nhất cũng phải khiếp sợ trước sức phá hủy của thần dương toái thiên ấn. Thật đáng sợ. Hồi lâu sau, Lâm Nhất mới từ từ thở ra. Vẫn chưa đủ, đối mặt với yêu nghiệt nghịch thiên như nữ tử áo tím, để thắng đối phương thì vẫn chưa đủ. Lâm Nhất nheo mắt lại, trông có vẻ bình tĩnh. Nếu là cao thủ cảnh giới thiên phách tầng 4 bình thường thì có lẽ có thể đấu một trận, nhưng gặp cao thủ xếp hạng 30 vị trí đầu bảng thương long, tỷ lệ thắng vẫn là 50-50. Nếu gặp cao thủ cấp bậc như thất đại cự đầu thì chỉ sợ sẽ hơi nguy hiểm. Nhưng khả năng tự vệ hẳn vẫn đủ, không đến mức giống như lúc trước, cố hết sức sử dụng đạo khí tuyệt phẩm hợp sức với ngựa huyết long cũng chỉ có thể chật vật bỏ chạy trước mặt đối phương. Thời hạn 2 tháng vẫn chưa đến, có thể tu luyện nhật diệu thần quyền, đồng thời không thể quên tăng cường tu vi. Lâm Nhất hít sâu một hơi, đợi sau khi chân nguyên chậm rãi khôi phục, hắn lấy ngọc giản nhật diệu thần quyền ra dán lên giữa hai đầu mày. Vô số thông tin tràn vào trong đầu như thủy triều, nhật diệu thần quyền có tổng cộng 9 quyền, bao gồm bát phân kiến nhật, tử khí đông lai, chiêu dương như hỏa, đại nhật huyền không, như nhật trung thiên, duy ngã độc tôn, huyết nhiễm tản dương, nhật mộ đồ viễn, cửu dương diệu thiên. Mỗi 3 chiêu là một ý cảnh, càng về sau càng sâu sắc, ví dụ 3 chiêu đầu tiên là bát phân kiến nhật, tử khí đông lai, chiêu dương như hỏa,
ý cảnh như tên của nó, miêu tả hình ảnh rộng lớn như mặt trời mới mọc. Ba chiều giữa là đại nhật huyền không, ánh sáng chói mắt nhất, thậm chí có thể gọi là bá đạo đến mức suy ngã độc tôn. Ba chiều cuối là hình ảnh hoàng hôn ngọn núi phía tây đỏ như máu, nhìn có vẻ thê lương, nhưng đến thức cuối cùng lại là thần dương bất diệt, hiện ra dị tượng chín mặt trời hủy diệt thế gian. Mặt khác, mỗi khi tu luyện thành công một quyền sẽ hình thành một dấu ấn nhỏ bao quanh thần dương toái thiên ấn. Sau khi tu luyện thành công cả ba quyền sẽ có thể dung hợp với thần dương toái thiên ấn, tạo thành bí thuật nhật diệu thần quyền đáng sợ nhất, thần dương diệt thế. Khi luyện thành chín đại sát chiêu, bí thuật thi triển cuối cùng chính là cửu dương diệt thế, tạo ra dị tượng kinh khủng nhất trong truyền thuyết, làm cho bí thuật này trở thành thuật pháp cấm kỵ chân chính. Lâm Nhất bỏ ngọc giản xuống, cảm thấy tê cả da đầu, võ học tạo hóa cấp bậc này mạnh một cách không thể tưởng tượng nổi. Thảo nào ban đầu khi lấy được ngọc giản, trong đó ghi rằng khi tìm hiểu được sự huyền bí của quyền pháp này thì có thể so sánh với võ học tạo hóa cấp đế giả, thậm chí bù đắp cho sau này, còn có thể vượt qua tạo hóa. Lúc trước Lâm Nhất còn không tin, bây giờ đã hoàn toàn hiểu. Để tu luyện tất cả chiêu thức trong vòng 2 tháng thì không quá thực tế, chỉ cần hoàn thành 3 chiêu đầu tiên cũng đủ để mình tự vệ khi ở Thương Long cấm giới. Đương nhiên cũng không thể quên tu vi, phải nhanh chóng tu luyện để đạt được tư cách độ kiếp thiên phách lần 2, nếu không mọi thứ chỉ là vô nghĩa. Lâm Nhất rất bình tĩnh trước điều này. Tu vi không đủ thì chung quy cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại những yêu nghiệt cảnh giới thiên phách tầng 4 kia. Điều hắn muốn không chỉ là miễn cưỡng chống lại, hắn nhất định phải lấy được truyền thừa trong Thương Long cấm giới. Trong khe núi Hôi Tần, thời gian trôi qua từng ngày. Ban ngày Lâm Nhất tu luyện nhật diệu thần quyền, ban đêm tu luyện nhờ sự trợ giúp của đan tinh thần, luyện hóa những viên đan tinh thần này bằng hai đại kiếm quyết. Mức độ tu luyện này có thể nói là khá liều mạng, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Việc tu luyện nhật diệu thần quyền cũng không thuận lợi lắm, dù sao nó cũng là võ học tạo hóa cao đẳng, với cảnh giới của hắn thì chung quy vẫn hơi miễn cưỡng. Trong khe núi thường có thể nhìn thấy thiếu niên bị ngọn lửa vàng thiêu đốt, đau đớn tới mức lăn lộn dưới đất, mặt mày vặn vẹo. Nhưng vì mạnh lên, vì lời hứa với Tô Hàm Nguyệt, vì có thể bảo vệ người mình quan tâm. Thiếu niên nghiến răng chịu đựng, dù đau ứa nước mắt cũng cố gắng chịu đựng không để nước mắt rơi. Sau lưng hắn không có gì cả, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân mình, chỉ có thể dựa vào thanh kiếm trong tay mình. Một khi ngã xuống, điều chờ đợi hắn là tận thế, sẽ không ai cho hắn cơ hội vùng dậy một lần nữa. Ở con đường thông thiên, vô số giới vực cấp cao sớm đã coi hắn như cây đinh trong mắt, chỉ cần hắn ngã xuống một lần sẽ có vô số sự thờ ơ. Lời giễu cợt và tiếng cười nhạo chờ đợi hắn. Giờ đây công tử Táng Hoa đã nổi tiếng khắp Thương Long. Có bao nhiêu người ngưỡng mộ hắn thì sẽ có bấy nhiêu người chờ đợi hắn té ngã. Mạnh lên, chỉ có thể mạnh lên mới có thể đi đến cuối con đường thông thiên, mới có thể tỏa sáng ở nơi gọi là Đại Thế Côn Luân kia. Lâm Nhất không hề biết pho tượng Long Viên cao mấy trăm trượng kia đã dõi theo tất cả mọi thứ. Mặc dù ngựa huyết long đang bế quan nhưng lại dõi theo tất cả mọi thứ, nó cảm nhận được nỗi đau khổ và sự dằn vặt mà hắn đang trải qua. Hai huynh đệ không nói chuyện với nhau nhưng trong lòng cả hai đều có cùng một niềm thôi thúc, đó là mạnh lên. Tất cả mọi thứ cũng chỉ vì được cười đến cuối ở con đường thông thiên, dẫm tất cả yêu nghiệt giới vực cấp cao 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 tại thượng kia dưới chân. Làm cho con đường thông thiên gọi tên của ta, kiếm của ta. Trong lúc tu luyện, thời gian trôi qua cực kỳ nhanh, chớp mắt Lâm Nhất đã ở trong khe núi Hôi Tần 40 ngày. Sáng sớm hôm nay, dưới ánh nắng, Lâm Nhất tập luyện chiêu pháp trong Nhật Diệu Thần Quyền như mọi ngày. Trong 40 ngày qua, Nhật Diệu Thần Quyền được coi là quyền pháp nghịch thiên trong số các loại võ học tạo hóa đã được thể hiện ra hình ra dáng trong tay Lâm Nhất. Thần Dương Toái Thiên Ấn. Trong khe núi rộng lớn, đầu tiên là Lâm Nhất thi triển thần dương toái thiên ấn viên mãn đỉnh phong. Khi ấn này hiện ra trong lòng bàn tay, kim sĩ thần nhân cao trăm trượng như có thực thể xuất hiện sau lưng hắn, cánh chim màu vàng kim phía sau giang ra che khuất bầu trời. Kim sĩ thần nhân như có sự sống, khác biệt rất nhiều so với dị tượng được tạo ra từ chân nguyên của người khác. Ngoại trừ ánh sáng tỏa ra từ trên người kim sĩ thần nhân,
vùng không gian sau lưng hắn chỉ có một màu đen kịt, dị tượng này có vẻ vô cùng đáng sợ. Lâm Nhất cũng không phóng thích cổ ấn thần dương như mọi khi, để mặc cho mặt trời rực rỡ trong lòng bàn tay nở rộ, sau đó năm ngón tay bóp chặt nó. Nhật diệu thần quyền thức thứ nhất, bát phân kiến nhật. Khi quyền này đánh ra, dị tượng xuất hiện sau lưng kim sĩ thần nhân, mặt biển mênh mông vô tận tỏa ánh vàng rực rỡ, mặt trời từ từ dâng lên, uy áp của kim sĩ thần nhân lập tức tăng vọt điên cuồng. Cùng lúc đó, một dấu ấn nhỏ hiện lên sau gáy kim sĩ thần nhân như ngôi sao tô điểm. Thức thứ hai, tử khí đông lai. Cùng với tử khí vô biên giáng xuống, mặt trời dâng lên từ mặt biển kia trở nên tràn đầy sức sống. Trong nháy mắt, khắp nơi được ánh mặt trời chiếu sáng như vừa phá vỡ gông cùng xiềng xích nào đó của đất trời, rộng lớn như khai thiên lập địa. Khi tung quyền, lại một dấu ấn màu vàng như ngôi sao xuất hiện sau gáy kim sĩ thần nhân. Thức thứ ba, chiêu dương như hỏa. Khi Lâm Nhất tung quyền thứ ba, mặt trời mới mọc này hoàn toàn thành hình, chiếu rọi ánh ban mai khắp bầu trời phía đông, rực rỡ yêu kiều. Cùng lúc đó, dấu ấn thứ ba xuất hiện sau gáy kim sĩ thần nhân. Khi ba dấu ấn đồng thời xuất hiện, kim sĩ thần nhân cao trăm trượng phóng thích uy áp đáng sợ và trang nghiêm, trong đôi mắt sâu thẳm thấp thoáng nở rộ thần quang. Lâm Nhất hít sâu một hơi, mồ hôi toát ra trên trán, trông có vẻ hơi vất vả. Lúc này đã tới thời khắc mấu chốt để dung hợp ba dấu ấn với thần dương toái thiên ấn, cùng nhau thi triển cấm thuật thần dương diệt thế của Nhật Diệu thần quyền. Chỉ mới ba quyền, hắn đã tu luyện xong từ lâu, nhưng mấy lần dung hợp bí thuật này đều thất bại. Điều này khiến hắn vô cùng chật vật, nhiều lần suýt bị đốt cháy kinh mạch, mấy lần chân nguyên không đáp ứng kịp sự tiêu hao đã suýt mất nửa cái mạng. Nhưng cuối cùng cũng tích lũy được một ít kinh nghiệm, lần này hắn tự tin rằng nhất định sẽ thành công. Dưới sự thôi động của Lâm Nhất, ba dấu ấn như ngôi sao sau gáy kim sĩ thần nhân nhanh chóng xoay tròn. Kim sĩ thần nhân cao 100 trượng to lên đến 300 trượng, trông như một ngọn núi sừng sững với đôi mắt sáng ngời. Nhưng dù sắc mặt Lâm Nhất tái nhợt, toàn thân run rẩy, chân nguyên điên cuồng tiêu hao như thủy triều, hắn vẫn nghiến răng đánh ra quyền này. Nhật Diệu, thần dương diệt thế. Khi chữ cuối cùng phát ra từ miệng Lâm Nhất, đôi cánh khổng lồ của kim sĩ thần nhân giang ra hoàn toàn, mỗi sợi lông vũ đều tỏa ánh vàng rực rỡ. Hắn quá nổi bật, dường như tất cả ánh sáng trong thế giới này đều tập trung trên người hắn, đến nỗi những nơi khác chỉ có một màu đen kịt. Ánh sáng và bóng tối cùng nhau tồn tại theo một cách kỳ lạ, một uy áp diệt thế bùng nổ. Bùm! Lâm Nhất đấm một quyền mà không tạo ra tiếng động nào, khiến cho mặt đất trước mặt phát ra ánh vàng vô cùng chói mắt. Ầm ầm. Ánh sáng này phóng thẳng lên trời, chớp mắt đã đốt ma vân trên trời thành cho bụi, vũ trụ mênh mông xuất hiện trên vùng trời khe núi Hôi Tần. Sao sáng đầy trời, rộng lớn mênh mông. Lâm Nhất thở phào một hơi, mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt tái nhợt, nhưng trong mắt hắn tràn đầy phấn khích. Hồi lâu sau, đợi khi ánh sáng vàng ở trước mặt tiêu tan, một cái hố sâu đáng sợ xuất hiện trước mặt Lâm Nhất. Cái hố đó sâu mấy nghìn mét, thậm chí có thể nhìn thấy nền móng của khe núi Hôi Tần với những ngọn lửa xám hừng hực ở khắp nơi, như là một vực sâu không cách nào miêu tả được. Thành công! Lâm Nhất siết chặt năm ngón tay, cảm thấy toàn thân thoải mái và sung sướng không nói nên lời. Cuối cùng vị đắng từng nếm, khó khăn từng gặp. Mọi sự chật vật và đau khổ những ngày qua cũng được đền đáp. Lâm Nhất chỉ tạm nghỉ một lát rồi bay lên không trung diễn luyện những chiêu thức còn lại của Nhật Diệu thần quyền. Đại Nhật huyền không. Như Nhật trung thiên. Suy ngã độc tôn. Thức thứ tư đến thức thứ sáu của Nhật Diệu thần quyền được Lâm Nhất thi triển một mạch. Dị tượng liên tục xuất hiện giữa không trung, mênh mông vô biên, hoàn toàn khác biệt với ý cảnh chiêu dương sơ thăng, không có tinh thần. Không hề che giấu, chỉ phóng thích hết sự mạnh mẽ và bá đạo của Đại Nhật Minh Mông, đợi đến khi thức thứ sáu duy ngã độc tôn được thi triển. Thiếu niên áo xanh ngửa mặt lên trời cười như điên, ánh sáng bất tận như vua của tất cả mặt trời trong thiên hạ. Trong vòng 40 ngày, Lâm Nhất đã tu luyện Nhật Diệu thần quyền đến thức thứ sáu, chẳng qua bị giới hạn bởi cảnh giới và thể chất nên không thể dung hợp cả sáu thức Nhật Diệu thần quyền. Dung hợp ba quyền đã rất khó khăn.
hắn không dám tưởng tượng mức độ nguy hiểm khi dung hợp 6 quyền đáng sợ cỡ nào. Đợi đến khi Lâm Nhất vững vàng đáp xuống đất, hắn đã bình tĩnh lại, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi chút vẻ hưng phấn trong mắt hắn. Có thể thi triển thần dương diệt thế, đối với một người đã thất bại rất nhiều lần như Lâm Nhất, hắn mừng rỡ còn không kịp. Có sát chiêu này cũng coi như có thêm một con át chủ bài chân chính ngoài kiếm ý thông thiên. Lâm Nhất lẩm bẩm, hai mắt sáng ngời. Mặt khác, trong gần 40 ngày qua, tu vi của Lâm Nhất đã hoàn toàn đạt tới cảnh giới thiên phách tầng 1 đỉnh phong. Chỉ cần hắn muốn thử thì có thể độ kiếp thiên phách lần 2 bất cứ lúc nào, đến lúc đó chưa chắc không thể dung hợp 6 thức của Nhật Diệu Thần Quyền. Chỉ còn khoảng 15 ngày nữa Thương Long cấm giới sẽ mở, sự kiện lớn này nhất định sẽ thu hút tất cả cao thủ hàng đầu ở khu vực Thương Long tới. Thậm chí yêu nghiệt của các khu vu chu tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ khác cũng sẽ không kìm được tới đây vớt phát một ít. Tất nhiên là không thể thiếu đám người giới vực huyết cốt. Trong 40 ngày qua, có lẽ tên thủ lĩnh của giới vực huyết cốt đã thăng cấp lên cảnh giới thiên phách tầng 4, chắc hắn ta cũng khá mong chờ hắn xuất hiện. Cái chết của Khổng Huyên không chỉ khiến giới vực huyết cốt bị thương nặng về thực lực mà còn mất sạch danh tiếng. Để cứu vãn danh dự, ngoài cách giết hắn trong Thương Long cấm giới có nhiều thế lực hội tụ, tên thủ lĩnh Liễu Mộ đó không còn cách nào khác. Chắc hẳn có rất nhiều người đều đang mong chờ, muốn biết rốt cuộc thực lực của hắn đã mạnh tới mức nào. Nếu hắn thể hiện không đủ mạnh thì chỉ sợ sẽ làm cho yêu nghiệt của những giới vực cấp cao đó coi thường và nảy sinh nhiều ý đồ khác. Dù sao Lâm Nhất cũng để lộ không ít bảo bối, chỉ riêng kiếm táng hoa đeo trên lưng và võ học tạo hóa cao đẳng từng thi triển đã đủ cám dỗ rất nhiều người. Thậm chí không hề phóng đại, một số truyền thừa và bảo vật bình thường trong Thương Long cấm giới chưa chắc có thể so sánh với tài nguyên trong tay Lâm Nhất. Hiện nay ở ngoài tên tuổi công tử táng hoa của hắn như một ngôi sao chổi đột nhiên xuất thế, câu phát ngôn giết người chỉ cần một kiếm đã sớm lưu truyền sôi sùng sục. Độ nổi tiếng của hắn ngay cả thất đại cự đầu trên bảng Thương Long cũng khó chấn áp được. Lâm Nhất một thân một mình, không có người chống lưng như những người khác, một khi ngã xuống sẽ vạn kiếp không ngóc đầu dậy nổi. Để uy hiếp đám người này, hắn cần phải tiếp tục tăng cường thực lực của mình. Giống. Khi Lâm Nhất đang suy nghĩ, bỗng nhiên có một tiếng giống kinh thiên động địa vang lên, hắn quay đầu lại thì thấy tượng đá long viên cao như núi trong khe núi nổ tung. Ngựa huyết long vẫn trong hình dạng mèo bay lên không trung, trên người toát ra khí tức vô cùng đáng sợ. Nhìn nó có vẻ hơi mập, nhưng với chiều cao nửa cánh tay, nó mang lại cho người ta cảm giác đáng sợ như vượn khổng lồ thời viễn cổ, phóng thích áp lực vô cùng lớn. Cảnh giới thiên phách tầng 2. Lâm Nhất kinh ngạc, sau đó lập tức mừng rỡ, cuối cùng con ngựa ngốc này cũng lột xác thành công. Sau khi luyện hóa tinh huyết long viên, bộ lông của nó đen nhánh, trong mắt là khí tức vương giả sôi trào khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đó là uy áp vương giả của Kim Ti Ma Viên, nhưng hôm nay nó lại dung hợp hoàn hảo với Thái Cổ Long Nguyên Quyết mà ngựa huyết long tu luyện. Lâm Nhất thầm kinh ngạc, bây giờ khi hắn không sử dụng kiếm ý thông thiên, đối mặt với uy áp vương giả này cũng không chịu nổi, áp lực cực lớn. Lợi hại đấy tiểu tử. Sau cơn kinh ngạc, Lâm Nhất nở nụ cười. Đột nhiên ngựa huyết long trên không trung há miệng phun ma côn thiên khôi ra ngoài. Nó để túi chữ vật trong bụng nên nhìn như là phun ra, trên thực tế không khác gì người khác lấy bảo vật từ trong túi chữ vật ra cả. Thánh văn trên ma côn thiên khôi lập lòe, ngay sau đó ma kim khôi đấu cổ xưa tỏa ra ánh sáng, trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, không gian như bị uy áp này bóp méo. Vô số ngọn núi xung quanh bắt đầu uốn lượn như phản chiếu từ mặt nước. Mộng ảo mà không thực tế. Lâm Nhất còn chưa kịp phản ứng, ngựa huyết long đã cầm ma côn thiên khôi đánh về phía hắn, chớp mắt như phá vỡ hư không, những nơi nó đi qua đều có tiếng nổ vang không dứt, khí tức cuồng bạo như xuyên qua thời không phả vào mặt Lâm Nhất. Lâm Nhất nhếch môi cười, nếu không nhờ lúc này hắn cũng đã tiến bộ thì sẽ bị con ngựa ngốc này bỏ lại đằng sau thật. Bùm! Khi ma côn thiên khôi sắp đánh xuống, Lâm Nhất thi triển Nhật Diệu Thần Quyền đỡ lấy, ngay sau đó tiếng nổ rung trời vang lên. Những hình ảnh vặn vẹo kia lần lượt vỡ vụn như núi sông thiên hạ sụp đổ, các loại dị tượng đột nhiên biến mất. Lâm Nhất xòe tay ra nắm chặt ma côn thiên khôi,
âm thầm đấu sức với ngựa huyết long. Ầm ầm. Vào lúc này, trời đất quay cuồng, hơn 100 ngọn núi chập trùng gần đó liên tục rung chuyển, vô số đá vụn rơi xuống như mưa. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn qua, trong đôi mắt toát ra sự cứng cỏi và sắc bén của ngựa huyết long ẩn chứa vẻ yêu nghiệt mà người thường khó có thể tưởng tượng. Hình như con ngựa ngốc này đã trở nên thông minh hơn. Khi Lâm Nhất đang thầm khen ngợi trong lòng, ngựa huyết long cười hì hì để lộ hai hàng răng cửa, dáng vẻ này lại trở nên đáng yêu hơn. Chẳng qua đối với người ngoài, vẻ đáng yêu trong mắt Lâm Nhất lại là dáng vẻ đê tiện bỉ ổi. Đợi đến khi Lâm Nhất thả lỏng tay, ngựa huyết long lấy lại ma côn thiên khôi cất kỹ rồi nhảy lên vai hắn. Còn 10 ngày nữa thương long cấm giới sẽ hiện thế, có lẽ thủ lĩnh liễu mộ của giới vực huyết cốt đang rất mong chờ hắn sẽ xuất hiện trong sự kiện này. Tốt lắm, bây giờ Lâm Nhất cũng rất muốn gặp hắn ta để làm cho giới vực huyết cốt biết không thể dây vào chân chính nghĩa là gì. 10 ngày còn lại chạy tới thương long cấm giới cũng dư giả, Lâm Nhất không tăng nhanh tốc độ. Trên đường đi, nếu gặp yêu thú mạnh thì hắn sẽ đánh với nó một trận để làm quen với uy lực của Nhật Diệu Thần Quyền. Trong thời gian này hắn còn gặp được một con kim ti ma viên cấp bá chủ không thua kém gì, chỉ ba quyền Lâm Nhất đã khiến đối phương phải lùi lại. Nhưng hắn không đuổi theo đến cùng, hắn chỉ muốn kiểm chứng rốt cuộc thực lực của mình hiện giờ đang ở mức độ nào thôi. 7 ngày sau, cuối cùng Lâm Nhất cũng nhìn thấy vị trí của Thương Long Cấm Giới. Thương Long Cấm Giới ở trên một tế đàn, nhưng khác với những tế đàn trống trải khác, xung quanh nó có rất nhiều tòa nhà to lớn trông như một thần điện cực kỳ cổ xưa. Dưới sự tôn lên của thần điện này, tế đàn này nên gọi là thánh đàn sẽ chính xác hơn. Thánh đàn cao gần 1.000 trượng có vẻ bề ngoài gây chấn động, còn Thương Long Cấm Giới thì ở phía trên lối vào thánh đàn. Xung quanh thần điện là những tòa nhà cổ xưa chen chúc nhau, đâu đâu cũng có, rõ ràng là một tòa thành trì với quy mô rất lớn. Xem ra vào thời thượng cổ, nơi đây từng có cao thủ của tông môn siêu cấp thường trú để canh giữ thánh đàn, bảo vệ thần điện. Rất lâu trước đây đã từng có một cuộc đại chiến kết thúc thời thượng cổ Hoàng Kim. Cuộc chiến ấy quá khốc liệt, dù ở con đường thông thiên cũng để lại rất ít di tích, chúng cũng đổ nát không ra hình dạng như thành hỏa vũ hắn đến lúc trước. Thương Long Cấm Giới tự hình thành riêng một thế giới nên có lẽ sẽ được bảo tồn khá hoàn chỉnh, có thể nhìn thấy được phong thái thật của thời thượng cổ Hoàng Kim. Lâm Nhất có niềm khao khát vô hạn với thời đại võ đạo thịnh vượng đó, được nhìn thấy phong thái và tìm được một số truyền thừa cũng coi như chuyến đi này đáng giá. Lúc này, trong thành trì ngoài thần điện tập trung rất nhiều nhân tài kiệt xuất của các giới vực lớn đến từ khu vực Thương Long, hầu hết những người có năng lực đều không ai vắng mặt. Trong thành người người tấp nập khiến Lâm Nhất chấn động. Mặt khác, dòng người cuồn cuộn trên những con đường dẫn đến thành trì trông như một con rồng kéo dài ra ngoài. Thương Long Cấm Giới hiện thế quả là sự kiện trọng đại, có thể nhìn thấy hầu hết các giới vực cấp cao, chắc là cao thủ hàng đầu trên bảng Thương Long cũng sẽ không ít đâu. Nhìn khung cảnh ở phía xa xa trước mắt, Lâm Nhất dâng trào cảm xúc. Quy mô của thành trì này khá lớn, dù không bằng rất nhiều long thành ở tinh diệu chi địa nhưng vẫn chật kín người. Ngoài thành còn có rất nhiều người của những giới vực khác, nhìn như là đang vào liên tục. Ngựa huyết long hình mèo ngồi chồm hổm trên vai Lâm Nhất, đôi mắt đen đảo qua đảo lại, toát ra vẻ vô cùng hào hứng. Con ngựa ngốc này luôn thế đấy, bẩm sinh thích những nơi náo nhiệt, nhưng sự cảnh giác và đề phòng ở sâu trong mắt nó nhạy bén hơn Lâm Nhất nhiều. Từ trăm nghìn năm qua, sự nhạy cảm với nguy hiểm đã ăn sâu vào trong máu của yêu thú như ngựa huyết long càng không cần phải nói. Nếu Lâm Nhất không sử dụng kiếm ý, nếu xét về cảm giác nhạy bén thì chắc chắn vẫn thua nó. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn về phía thần điện rộng lớn kia, trong thần điện có vô số tòa nhà lớn, nhưng nếu xét về độ cao thì không thể so sánh với thánh đàn nguy nga kia. Dù trong thành chật chội thế nào cũng không có mấy người dám đi thẳng về phía thần điện. Có lẽ thần điện đó đã trở thành mảnh đất riêng của giới vực cấp cao hàng đầu. Dù sao thì khi Thương Long Cấm Giới mở, chắc chắn người ở trong thần điện mới có thể tiến vào đầu tiên. Có lẽ người của giới vực huyết cốt đang chờ hắn trong thần điện. Đi thôi. Lâm Nhất nhếch môi cười, rời mắt đi, đeo đấu lạp lên rồi chậm rãi đi vào trong theo dòng người dài đằng đằng.
Đấu lạp chỉ có thể che được dung mạo, không có giúp ích gì cho việc che giấu thân phận. Lúc trước Lâm Nhất còn e ngại bại lộ thân phận nhưng bây giờ hắn không quan tâm chút nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 121.